OK, hôm nay xin được uh, kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần uh, trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên Từng Go Sáu, một bản tin rất quen thuộc ở uh, vào mỗi buổi tối thứ Sáu hàng tuần. Uh, và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đánh giá tất cả các cái bản phân tích tuần uh, trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành cơ bản. Uh, các anh chị của chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi, gồm có các cái nhóm trụ. Uh, nhóm banh, nhóm chứng khoán, nhóm P, nhóm thép uh, đó, một số và một số các cái mã cổ phiếu uh, đã khuyến nghị uh, trong thời gian vừa qua. Uh, và phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ có một vài nhận định, một vài cái dự báo về cái xu hướng uh, những cái kịch bản uh, then chốt về xu hướng của thị trường trong tuần giao dịch tiếp theo của tháng 12. Như vậy là chúng ta đã nếu như chúng ta tính tuần thì chúng ta đã đi được 2 tuần uh, đầu tiên của tháng 12 nhưng nhìn chung thì thị trường của chúng ta cũng đang gặp khá là nhiều khó khăn đúng không các anh chị khá là nhiều khó khăn và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy rồi chúng ta cũng đã chứng kiến những cái trận giảm điểm rất là mạnh và phần thứ nhất và phần thứ ba thì ông lê sẽ gộp lại ở phần cuối bản tin chúng ta sẽ đi phân tích và chúng ta sẽ đi tổng hợp luôn về xu hướng của thị trường còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần chính thì uh, trước khi đi vào phần chính của bản tin phân tích uh, tuần ngày hôm nay thì ông lê có một cái ý đó là uh, do cái dữ liệu uh, kỹ thuật ở trên máy tính của ông lê nó bị hỏng uh, chính vậy nên là bây giờ các anh chị sẽ nhìn thấy một cái uh, đồ thị nó hoàn toàn không còn những cái nét vẽ nữa uh, bởi vì những cái cái dữ liệu đó nó đã bị uh, hỏng hết rồi và ông đã phải rất cố gắng uh, trong cái ngày hôm nay để uh, setup lại để cái dữ liệu cùng với đó thì chúng ta kết nối lại cái phần bản tin video số 184 bởi vì là tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta thì gần như nó như là một cái dòng chảy về thời gian và như vậy khi mà một cái mắt xích nó bị hỏng như vậy thì cái mối liên kết giữa tuần này với tuần 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 cũ với tuần mới ấy, thì nó sẽ bị nó sẽ bị bị lạc mất một tí do đó thì tuần giao dịch mới này, tức là bản tin video số 185 này thì các anh chị cũng có thể có những cái điểm hùng nói có thể nó sẽ khác đi một phần của kết nối của bản tin video số 184, đó là cái điều lưu ý mà khi hùng ra bản tin 185 thì các anh chị lưu ý như vậy. đối với Vix thì vẫn là vùng kháng cự 110 và trong tuần vừa qua thì gần như Vix chỉ đi ngang ở vùng 103 105 và tín hiệu kết tuần của Vix như này thì nó tương đối xấu. Với tín hiệu này thì Uh, Vic sẽ tuần thứ hai tuần tới thì nó sẽ kiểm tra quanh 103 về bản chất tạo lập. ở Vic trong giai đoạn hiện tại thì nó là cổ phiếu mang tính tạo lập về mặt điểm số thôi. Uh, trong trường hợp nếu mà phiên kết tuần uh, xin lỗi phiên uh, kết phiên ngày thứ hai mà Vic không lấy lại ở vùng 103 cộng thì khả năng cao là Vic sẽ tiếp tục uh, đà uh, đà chỉnh giảm uh, tiếp theo. Uh, nhìn về xu hướng như thế này là xấu. Uh, Vinhome. Vinhome vẫn có một vùng kháng cự ở đây, là vùng 84. Trong tuần vừa qua thì Vinhome gần như cũng chủ đạo là giao dịch ở quanh biên 80 đến 80.5. dòng tiền đang đi ngang và nhìn về mặt kỹ thuật thì thanh khoản nó khá là thấp với xu hướng này của Vinhome thì nếu khỏe thì sang tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng 80 đến 80.5. Trong trường hợp nếu thủng vùng 80 thì có thể tính toán ở vùng 78 đến khoảng vùng 78.5. À, VRE à, trong bản tin tuần trước thì cũng có nhấn mạnh à, một cái ý khá là quan trọng ở vùng giá 28. Sau một cây nến bất thường thì à, chúng ta sẽ cần thêm những cái yếu tố tạo lập để chúng ta đánh giá và đây các anh chị có thể nhìn thấy đây. À, sau một phiên mà cổ phiếu này giao dịch ở ở quanh vùng 28 thì phiên ngày hôm sau thì phiên ngày thứ ba thì VRE đã tả hết lại cái nến giảm ở đây. Thì đấy là kinh nghiệm thôi. Tức là sau một cái phiên giao dịch bất thường thì chúng ta cần đánh giá thêm ở quanh cái biên mà nó vừa mới đáp xuống đây một vài cây nến có thể là một hai cây nến để chúng ta đánh giá cái mức độ tiếp theo thì như vậy là VRE đã trả đúng về lại ở cái vùng mà nó đang giao dịch đó là khoảng quanh vùng 30 đến khoảng 30.5 Nói chung thì em này có một cái kháng cự 32 ở đây hùng không có khuyến nghị bởi vì uh, cái cổ phiếu VRE nó đánh cũng khá là rời rạc Uh, Sapeco trong tuần thì nhìn chung cũng không có nhiều các yếu tố đột biến Vẫn là vùng hỗ trợ 153, hiện tại thì Sapeco đang bám biên hỗ trợ uh, Với tín hiệu kết tuần như này thì xu hướng tuần tới nó có thể ở quanh vùng 150, khoảng vùng 153 Thì chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, xu hướng uh, Vinamilk Vinamil thì vẫn đang nằm ở trong một cái biên tích lũy dài các anh chị vẫn nằm ở trong biên tích lũy dài và biên tích lũy đó thì đã được cùng phân tích từ vùng 84 đến khoảng vùng 85 85.5 ở đây trong một cái giai đoạn mà Vinamilk đang như thế nào các anh chị đang đi đi ngang tích lũy và trong những cái vùng đi ngang tích lũy đó thì cũng có phân tích cho các anh chị một cái kháng cự ở đây đó là kháng cự 92 đúng không ạ? rất quen thuộc của chúng ta và hiện tại thì kháng cự này chưa thể vượt thoát được và Vinamilk vẫn tiếp tục đà tích lũy Vậy thì nó sẽ tích lũy ở quanh biên uh, 84 đến khoảng 85, 85.5 ở đây. Đó thì đối với anh chị em mà chúng ta xác định là đánh Vinamilk thì chúng ta cũng có thể Đó, uh, quan điểm kỹ thuật là những cái vùng hỗ trợ như đây thì chúng ta sẽ uh, bắt đầu 83 đến khoảng vùng giá 84 Đó thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu có những cái hành trình gom góp dần lại Vinamilk Đó thì tiếp cận đến cổ phiếu Vinamilk ở trong thời điểm hiện tại chỉ có như vậy thôi uh, Đối với GTN kháng cự 23 và cổ phiếu này đã chỉnh giảm trong thời gian vừa qua thì nó cũng đã có những cái nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật ở đây. Vùng hỗ trợ ngắn 19.3 đến 19.7 các anh chị có thể quan sát thêm và nhìn về ý đồ ở đây đang cạn cung. Cạn cung thì nó sẽ khả năng cao thì sang tuần tới nó sẽ quay lại test ở biến này, ở chờ một cái tín hiệu lực cầu có thể đạt lại quay lại khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu thì khi đó thì cái cái mức độ phục hồi của 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 GTN nó sẽ vững chắc hơn. Còn hiện tại thì nó chưa có được cái tín hiệu thực sự khởi sắc Chủ đạo là đang tích nền Rồi VDC thì nhìn chung là nhóm ngành hàng không thì vẫn khá là khó khăn Và trong cái nhịp cũ thì chúng ta có đánh giá được cái target cao nhất của VDC ở khoảng 135 Sau đó thì nó chỉnh ờ, hiện tại các anh chị đang cầm chúng ta có thể quan sát vùng 118 đến khoảng vùng 120 tín hiệu trong tuần của VDC thì nó là tương đối khởi sắc nhưng khả năng sang tuần tới thì cũng dự báo là thị trường chung nó sẽ chỉnh cung Uh, khỏe thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 122 nếu khỏe 122. ở trong một cái nhịp cũ này đúng không ạ thì chúng ta có nói đến rằng là đây có một cái nhịp này bây giờ cái dữ liệu nó bị mất hết rồi uh, mặc dù là hàng không không tốt nhưng mùng lê vẫn phân tích một sóng lên của VDC lên được đến tận đây thì trong cái thời điểm hiện tại thì cái tạo lập của VDC nó cũng khá là ok khá là ok và có thể kéo lên tiếp uh, cổ phiếu HVN nhìn chung thì vẫn đang lỗ đúng không anh chị báo cáo quý 3 tiếp tục lỗ là đương nhiên rồi à, ngắn hạn anh chị cầm thì chúng ta có vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 và hiện tại thì nó đang nằm ở một cái đao chen ngắn à, sau một cái đao chen ngắn này thì nó cái 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 xu hướng của cổ phiếu là nó sẽ đi lên xanh rồi nó sẽ đi chỉnh đó nó sẽ chỉnh test cung và nó đi theo cái mô hình hình xin à, và sau đó những cái dao động này tắt hẳn nó có thể nó tắt hẳn ở quanh vùng 22 và cuối cái con đường này thì đấy là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ đánh giá những cái ý đồ tạo lập tiếp theo của HVN. Còn cơ bản của nó thì không có gì. ACV có phân tích em này ở vùng hỗ trợ tạo lập ở trên này, ở vùng 85 đúng không chị? Đúng rồi, ở vùng 85. Nhưng sau đó ACV đã bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 85 nên mất ở vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về hỗ trợ thấp. Hiện tại thì ACV đang vận hành ở quanh vùng 79 đến vùng 80 có hồi nhưng lực hồi này thì sẽ quay lại test uh, test khỏe có nghĩa là nó sẽ test lại quanh biên 80 không gây thì đấy gọi là test khỏe còn nếu mà cổ phiếu này xuất điện một cây mà đè gãy vùng 78 ở bên này đó uh, thì chúng ta không chống lại xu hướng của cổ phiếu các anh chị chúng ta nương theo xu hướng của cổ phiếu để chúng ta hành động nếu như bị đè gãy 78 tức là uh, một tín hiệu kỹ thuật xấu của ACV uh, chúng ta phân tích các mã cổ phiếu của ngành Mansan À, kháng cự 160 và trong tuần vừa qua thì Man San cũng đang đi bám biên ở 150 tương đối đẹp à, Nhìn về ý đồ thì uh, trong uh, trong những cái bản tin tạo lập ở trước này thì cũng có phân tích rồi tức là khi mà vượt vùng 135 thì đang kỳ vọng uh, nhìn nó đi thế này thôi nhưng khi mà đã xây được 135 rồi thì đang kỳ vọng là uh, là Man San sẽ mở một cái trang kỹ thuật ở đây ở trong tuần tới đẹp thì Man San sẽ ở quanh 150, khả năng sẽ tiếp tục test cung ở đây và lực cầu được bơm quay trở lại thì sẽ kỳ vọng là Man San sẽ hồi lại về vùng 100 160 tức là tăng ngược trở lại đây các anh chị và nếu như mà nó bung được 160 với một lực cầu đều ở đây thì khi đó thì sẽ đánh giá tiếp cái xu hướng tạo lập của Man San. MML thì nhìn chung vẫn đang nằm ở trong một cái góc độ tạo lập về mặt tích lũy. Đó, và những điểm tạo lập về mặt tích lũy ở 77.5 đến khoảng vùng 80 tuần này thì nó lại ban tiệm cận lại vùng 90 ở đây và target mà chúng ta đang đạt được cao nhất của cổ phiếu MML đó là ở vùng 95 ở đây tuần này ở nhìn về xu hướng này thì khả năng là MML cũng 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 sẽ đi về 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 lại cái vùng 95 ở đây đó, khả năng nhịp này sẽ hồi lại ở đây cổ phiếu này thì nếu đánh lướt thì nó khó còn đánh mà theo kiểu cầm cầm như kiểu cầm các các bác hay cầm cầm dài ấy, thì khả năng thì ổn chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu msr nói chung nhìn cái msr thì nó hay hơn msr nó hay hơn về mặt tạo lập và nó có, nó có thanh khoản thì uh, chúng ta nhìn xa xa rộng rộng đây một tí như vậy là sau một cái giai đoạn tạo lập của msr ở đây nó đi khá là đẹp thì ở bên này uh, bên này con dốc ở đây đó, ở bên này thì nó đang có cái vùng 25 26 là đã được cũng đánh giá tương đối là nhiều. Nếu mà nhìn thế này thì nó cũng có dáng dáng dấp của cái mô hình cốc tay cầm của các anh chị. Đó, và nếu như cái mô hình mà cốc tay cầm này nó thành công có nghĩa là nó sẽ không gãy vùng 24. Và cái biên test của nó ở đây là vùng 25 đến vùng 26 đây các anh chị nhìn ở đây, cái biên nằm ngang này. À, sang tuần thì nó có thể nó quay lại đấy Cái này thì nó chắc chắn là nó quay lại rồi Và nó có thể ẩm mừ ở đây Tức là nó không gãy vùng 24 cộng Thì đấy là một cái mô hình mà chúng ta có thể kỳ vọng ở à, Một cái tương lai nó dài hơi hơn à, Dài hơn, hơn sau một cái giai đoạn mà MSR đánh tương đối đẹp ở đây Và cổ phiếu này là cổ phiếu mà à, Đã được nhấn mạnh tương đối nhiều trên các cái bản tin tuần à, Trụ BVH Rồi trụ BVH trong bản tin tuần Video số 184 có dự chỉnh ở vùng 56 đến khoảng vùng 57 và có một cây nến trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, thủng 56 nhưng liền sau đó thì nó đã có một cây nến kết phiên tương đối là đẹp. Và sau cây nến này thì BVH cũng đang có những cái điểm giao dịch tích cực ở trên vùng 60 à vùng 57 cộng. Với tín hiệu này thì đang cầu nó đang bị mất này thì nó sẽ đi ngang tích lũy và chúng ta chờ một cái phiên nó bùng nổ về mặt thanh khoản thì cái đó chúng ta sẽ đánh giá một cái xu hướng hồi phục kỹ thuật của BVH ở bên này ý đồ tạo lập là cơ bản ổn các anh chị có thể đang cầm có thể gom thêm để chúng ta uh, tận dụng các nhịp hồi T cộng đúng không ạ để chúng ta chiến đấu đối với MWG target cao nhất 145 chỉnh và uh, trong bản tin tuần thì cũng đã dự chỉnh ở khoảng quanh vùng 127 đến khoảng vùng 129, xa hơn thì vùng 125, nhưng cái vùng chỉnh 125 thì nó không về uh, thanh khoản thì khá là thấp các anh chị, trong tuần vừa qua thì gần như là thanh khoản nó rơi rất là thấp như này thì cổ phiếu nó sẽ chưa thể bật mạnh ngay được khả năng sẽ trong tuần tới mà với MWG nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đó là nó sẽ phải quay lại test uh, cung kỹ thuật một tí, nếu như nó khỏe thì nó test ở trên 130 cộng là khỏe rồi chúng ta sẽ đánh giá cái nhịp test cung quay trở lại của MWG ở đây Uh, cổ phiếu PNG, PNG. <laughs> Rồi, uh, PNG thì chúng ta cũng đã có những cái đánh giá ý đồ tạo lập của PNG uh, dự chỉnh về khoảng vùng 90, vùng 88, vùng 90 và trên thực tế thì cổ phiếu này chưa về đến vùng 90. mươi, uh, suy soát vùng 90 ở đây trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và sau đó thì nó đã có một cái lực hồi tương đối là tốt so với các mã trụ khác, thanh khoản vẫn đang ở khá là thấp nhìn về mặt tạo lập thì có thể phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba nó sẽ quay lại test ở vùng 1 à, vùng 95 vùng test này vùng test này thì chúng ta sẽ cần thêm dữ liệu để chúng ta đánh giá các anh chị nhé à, đánh giá cung cầu ở đây nhưng nhìn về mặt ý đồ thì PNG cũng đang có thể kỳ vọng đó có thể kỳ vọng một cái nhịp nó test cung lại đây ổn định và nó đè lại vùng 97.5 lần 2 ở đây với một lượng cầu xác nhận khoảng tầm độ trên 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 một triệu cổ phiếu thì đấy là một cái tín hiệu tốt của PNG. G trong tuần vừa qua, à, G trong tuần vừa qua thì nó đã test, nó nó đã test về vùng 65. Hình như là vùng test này cũng nằm ở trong những cái kịch bản đã dự dự dự, dự báo. Uh, nhìn về ý đồ tạo lập của J thì các anh chị lưu ý ở vùng 63.5 chúng đã có phân tích rồi và hiện tại thì J đang ở trong một cái kênh chỉnh giảm ở một cái dạng hình nêm. Đó, một cái dạng hình nêm như thế này thì nó cũng là một cái mô hình về mặt tạo lập kỹ thuật khá là hay. Trong tuần tới thì kỳ vọng J ở vùng 66.5 đến khoảng vùng 68. Ri tích nền được ở vùng này ổn định và nó sẽ đi nó sẽ đi ở trong một cái dao động tắt dần. Các anh chị hiểu cái dao động tắt dần đúng không ạ? Và sau một cái dao động tắt dần đó thì nó sẽ hội tụ ở trong cái biên hùng dự kiến ở đây nó cùng lắm thì nó sẽ rơi lại vùng 65 đây và chúng ta sẽ đánh giá thêm khi một cái lực cầu nó có thể quay lại tầm trên 2 triệu cổ phiếu và nó bật thoát được bật thoát được vùng 68 thì đấy là một tín hiệu xác nhận rằng ri sẽ đánh tiếp cổ phiếu nhóm ngành công nghệ chúng ta có FPT trong tuần vừa qua thì gần như FPT tiếp tục đi ngang bám biên ở vùng 95 và trên thực tế thì cổ phiếu FPT cũng đã đi ngang bám biên ở vùng 95 tương đối là dài rồi. À, với những cái yếu tố tạo lập hiện tại thì chưa thể bung được, khả năng là vẫn sẽ tiếp tục đi ngang ở vùng 95 ở đây thôi. À, lưu ý đối với FPT thì cũng đã có những cái phân tích khá là dài và nó có vùng hỗ trợ 90 này này, nói chung là không gãy 90 thì cứ thế là các anh chị ôm thôi, ôm ôm dài được. Uh, Digiword 140 tạm thời đang là kháng cự của nó. Trong tuần vừa qua thì Digiword cũng đã chỉnh cung về 119.5 vùng Trump 22. Có lực hồi nhưng lực hồi này thì uh, về mặt xu hướng, về mặt tạo lập thì khả năng là tuần tới thì uh, em này sẽ quay trở lại test test cung ở quanh 119.5. Uh, đối với Digiword không gãy vùng không cái vùng 109.5 đến biên 110 thì chúng ta cứ cầm bởi vì đây là một cái vùng tạo lập đi ngang và sau cái tạo lập đi ngang đó thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái ý đồ để chúng ta phán đoán tiếp trong trường hợp nếu như nó đè được vùng 140 thì như vậy nó sẽ xác định cái xu hướng đi tiếp của em này à, CMG tạm thời vùng kháng cự của nó đang xây ở được ở đây là vùng 70 trong tuần vừa qua thì CMG cũng đang đi ngang ở biên 58.5 biên 60 lực cầu khá là thấp với cái tín hiệu này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát thôi các anh chị cầm cứ cầm còn đối với CMG nó có một cái vùng hỗ trợ 55 ở đây gọi tạm gọi là vùng hỗ trợ trung hạn đi tức là không gãy 55 thì chúng ta cầm còn gãy 55 thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ gặp vào cái sự nguy hiểm và chúng ta cần phải bán đối với hvh đã có một vùng kháng cự đây 14 và hiện tại hiện tại thì hvH đang có hai tuần tích lũy ngang À, nhìn chung thì nó có cái biên 11.5 Biên 11 đến biên 11.5 Đây là hỗ trợ ngắn hạn của à, HAH à, Có thể nó sẽ đi theo hình sin Nó có thể nó sẽ đi theo hình sin Nó có thể đây các anh chị à, Cái cách đi là nó như vậy Các anh chị hiểu như vậy Nó đi lên rồi nó vòng xuống Nó đi lên nó hoàn tà là hoàn đây Mà nó vẫn có hoàn được ở trên cái vùng 11 cộng Như vậy là tạm ổn Còn nếu như mà nó phá vùng 11 cộng Thì như vậy là HVH cũng tạm thời là nó sẽ bị hết sóng Các anh chị lưu ý rồi chúng ta sẽ đi phân tích uh, sang nhóm ngành dầu khí thì trước khi mà chúng ta tiếp cận đến nhóm ngành dầu khí thì uh, chúng ta sẽ nói đến giá dầu wti thì các anh chị có thể nhìn thấy đây đây là một cái trang kỹ thuật của wti uh, tương đối là dài đúng không ạ tương đối là dài uh, nhìn về mặt uh, đấy chúng ta kẻ một cái đường trendline như vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là trong cái tuần giao dịch trước đây là có những cái điểm gãy cắt uh, tương đối mạnh của chỉ số wti chính vậy nên là nhóm p cũng đã bắt đầu chỉnh giảm các anh chị cứ theo theo dõi đúng không ạ P cũng đã bắt đầu có một cái hành trình chỉnh giảm và khi VKTI tạo nền ở đây thì P nó cũng đang có những cái xu hướng tạo nền nó tạo xu hướng tạo nền thì đánh giá về VKTI <laughs> về mặt kỹ thuật quan điểm của ông Lê thì ông sẽ lấy 63 vùng 62 63 à, đô trên một thùng đó là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật à, có thể đánh giá cái xu hướng à, đi tiếp của VKTI còn ngắn hạn tuần tới thì nó sẽ ở quanh vùng 70 à, Nó tích lũy ổn định ở đây Thì cái cơ hội để nhóm P hồi phục là còn Nhưng trong trường hợp nếu mà nó xuất hiện một cái cây nến mà đè gãy đỏ ở đây Nó mất cái vùng 70 Thì như vậy P sang tuần tới khả năng nó cũng sẽ gặp những áp lực khá là khó khăn Rồi chúng ta sẽ đi vào nhóm P các anh chị Đối với GAT Đó các anh chị có thể nhìn ở đây Nó cũng song trùng với uh, VKT đúng không ạ Và gas cũng đã rơi và nhịp rơi này thì với KT đang tạo nền nên là gas cũng đang có những cái điểm long lên rồi rồi như nào anh chị so xuống. Thì kháng cự của gas ở đây quanh 101, tuần tới thì gas sẽ kiểm tra lại vùng 95. Vùng 95 mà tích cung ổn định được, đó thì nó sẽ uh, có thể có cái sự phục hồi đây, còn nếu như 95 mà gãy thì như vậy là nó lại tiếp tục quay về nền và nền của nó là nền 88 đến vùng 90.5. PLX PLX cũng đã rơi và rơi tương đối là sâu đó các anh chị trong tuần thì có phân tích vùng hỗ trợ 52.5 đến vùng 53 có phân tích thêm ở điểm 51 và sâu hơn đó là vùng 50 à, nhìn về xu hướng tạo lập này thì phiên ngày thứ hai tuần tới các anh chị quan sát được vùng 52.5 đó thì chúng ta sẽ có đánh giá thêm thủng 52.5 thì rất có thể là nó sẽ đi quay lại để nó test lại vùng 51 nó vừa mới tạo ra đây pet là một mã p và cái tính đầu cơ của pet nó cũng khá là cao đến thời điểm hiện tại thì uh, tạo lập cũng đang giữ pet ở một góc độ đó là chưa phá trên kỹ thuật trung hạn các anh chị chưa phá trên kỹ thuật trung hạn để xem nào đó đúng rồi khả năng là như vậy đây các anh chị muốn đấy thì chúng ta cứ kẻ thôi vẽ thôi đó đó như vậy là 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 chưa chưa phá thì đối với PET chúng ta đánh giá vùng 28.5 đến khoảng vùng 29 Sang tuần tới thì nhìn về mặt tạo lập này thì nó cũng chưa thể bứt được đâu Nếu mà kéo bull lên thì nó kéo lên được khoảng vùng 33 Và khả năng lại quay về kiểm tra lại ở vùng 31 Ở vùng 30 Sâu hơn thì lại vùng 28.5 đến vùng 29 Tức là nhìn về mặt thế trận là đi ngang tích lũy hoặc là chỉnh giảm PVT thì cũng như vậy, đó, PVT cũng đã rơi và nó rơi cùng với thời điểm ở VKT tạo đỉnh cao nhất ở vùng 85 thì em này ở vùng ở vùng 26. Trong tuần vừa qua thì PVT đã có một nhịp chỉnh ở vùng 21.5 đến vùng 22 ở đây các anh chị và sau đó thì nó đã lấy lại được vùng 23. nhìn trên ý đồ tạo lập cung cầu cầu đang mất như thế này thì nó khó khó lòng mà để tăng mạnh được lắm và anh chị cầm thì chúng ta sẽ lưu ý nếu như nó có thể kéo thì nó sẽ kéo về đây này đó cái nón này nó sẽ chạm đến đây tức là khoảng trên vùng một vùng 24 đó rồi khả năng là nó sẽ bị sọt xuống nhìn lực cầu như thế này thì cũng chưa thể đánh được rồi PVS PVS thì trong những bản tin tuần trước chúng ta đã phân tích khá là sâu ở thời điểm hiện tại thì chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ 23.5 vùng 24. PPS đã hồi và những cái lực hồi này thì nó đang đưa PPS về lại đây cái vùng uh, vùng này là vùng 27.7 này, đây là những cái vùng kháng cự tương đối mạnh. Uh, thì sang tuần tới PPS sẽ có xu hướng test lại ở khoảng quanh vùng 26 và sâu hơn thì có thể tính toán là vùng 25.5. Đây là các cái vùng dự test và trên cơ sở nó test lại những cái vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá PVD cũng đã có hồi thì đối với PVD có đánh giá phân tích ở vùng 26 đến vùng 26.5 và uh, liên tục nó có những cái điểm gọi là gì các điểm hối tụ kỹ thuật ở đây tương đối là tốt. Tuần này thì PVD cũng đã hồi. Lực hồi này thì MAC sẽ đưa PVD khoảng về vùng back, dự là về đến vùng này thì nó lại rung nát thôi. Và đối với anh chị mà cầm PVD thì chúng ta canh để chúng ta chốt trong cái nhịp cũ, trong cái nhịp cũ này có phân tích uh, PVD ở vùng 32 gần như là một cái target tuyệt đối của PVD. Đối với BSR, đây, BSR có phân tích ở vùng 19.5 đến vùng 20. Uh, trong bản tin tuần chúng ta cũng có dự báo test uh, cổ phiếu này quay về test và các anh chị nhìn thấy đây, nó test đúng vùng 20.1 đó, soát cái vùng dự báo thì cái vùng dự báo là cái vùng mà hùng cũng can căn ke ở trên một số các cái yếu tố kỹ thuật thôi chứ còn để mà gọi chính xác tuyệt đối thì nó không có nó tương đối thôi và ở trên cái sự tương đối đó thì anh chị em chúng ta sẽ quan sát thêm ờ, Đá đã hồi và dự báo thì lực hồi này về lại vùng 22.5 khả năng là về đến đây lại bị lắc và lắc về đâu lắc về khoảng quanh vùng 21 chúng ta sẽ đánh giá một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật của nó ở đây ờ, cổ phiếu oi <laughs> oi cũng đã hồi và đối với oi thì có phân tích vùng 14.7 vùng 15 đấy các anh chị à, đây là cái vùng mà dự chỉnh cung kỹ thuật và các anh chị nhìn thấy đây cây nến này cũng là cây nến test tuần của oi tương đối là đẹp đúng không ạ các anh chị cứ xem bản tin video số 184 thì sẽ hiểu được à, tất nhiên cái sự kết nối của bản tin tuần này đến bản tin 184 thì nó đạt được khoảng tầm độ 90 thôi bởi vì dữ liệu của Hùng lên mất hết và ngày hôm nay Hùng phải nói là phải rất cố gắng rất cố gắng để Uh, set up lại tất cả cái mối liên hệ này đó chứ không phải là uh, chứ không phải là tự dưng là ông ngồi nói được như này đâu trước khi mà ngồi nói với các anh chị như này á lồng đã phải uh, ngồi để xem lại này nghiên cứu này để xem thử là à nó lên đến đó có đi được tiếp hay không hay là mình sẽ nói với mọi người như thế nào đó chứ không phải là 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 là, là cứ cứ ngồi nói nói một cách vu vơ mà nói để để mà nói được như này thì uh, nó cũng đầu tư tương đối là nhiều thời gian đó chứ không phải là 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 một số anh chị bảo là nói vấp thì đương nhiên rồi làm sao mà mà nói không vấp được đúng không ạ <laughs> một cái lượng kiến thức truyền tải nó không chỉ là một nhóm cổ phiếu mà rất nhiều nhóm ngành cổ phiếu và nó các cái cổ phiếu mùng lê phân tích thì nó khá là đa dạng các anh chị món nào cũng chơi Penny có đầu cơ có rồi uh, hàng bé có hàng lớn có b 52 có rồi uh, trực thăng có có hết tất cả các mẫu hàng Ông chơi hết không có ngán ông nào cả Miễn là chúng ta Cái thời điểm mà chúng ta phân tích nó đúng Thì uh, hàng nào nó cũng có lãi hết Nhưng mà thời điểm mà chúng ta phân tích bị sai Thì uh, kể cả hàng cơ bản Thì chúng ta cũng bị trật nhịp đó. Thì đối với OI Tuần tới thì nó sẽ có những cái sự hồi phục Và sự hồi phục này thì đã về đến vùng 16 đến Vùng 17 đây là kháng cự uh, test nhẹ nhàng thì nó test lại về quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 16 các anh chị đó, tuần tới tức là nó một cái nhịp long lên như này nó không lên thì nó lại uh, test cung lại như này ok đó POV kép tuần vừa qua là một tuần giao dịch rất thành công đối với POV kép thì còn tính toán đến cái điểm test cung ở 13.5 và sâu hơn của nó là 13 đến 13.2 thì trong tuần nó chỉ test duy nhất cái mút test của nó 13.2 đây và lực cầu tiếp tục duy trì trên 20 triệu cổ phiếu một phiên đó là một cái lực đánh tương đối là tương bừng và chúng ta nhìn ở một cái góc độ rộng hơn và dài hơn một tí thì cái mẫu hình này cũng là một cái mẫu hình siêu kinh điển, Đó, siêu kinh điển của anh chị đúng rồi nhá yeah, đúng không? nó cũng khá là siêu kinh điển ở trong uh, trong những cái mẫu hình mà chúng ta phân tích kỹ thuật của Povk ở đây này mẫu hình uh, đó thì bây giờ nó đã bật lại được ở vùng 15 cộng ở đây khá là đẹp thì rất có thể là Povk sẽ chạy tiếp đó đây chúng ta cũng nhìn thấy này đây là một cái cốc bé bé đúng không? Rồi một cái gốc bé bé bên này và sau khi mà nó đè được á, đây các anh chị, sau khi mà nó đè được đây này, đó cái miệng này. Đó các anh chị. Rồi, đó, sau khi nó đè được cái miệng này đi thì Povk nó cũng đã mở một cái trend tăng rất là mạnh mẽ ở đây. Đó, vậy thì bây giờ đây cũng như vậy thôi, chứ là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng và với cái lực cầu mà đang duy trì một cái góc độ rất là mạnh mẽ như này thì sẽ cực kỳ là ok. À, tuần tới thì nó sẽ hướng đến vùng 17 vùng 17 các anh chị một hai phiên test ở đây nếu như nó khỏe nó chỉ test mút mút ở đây này thì chúng ta có thể canh gom thêm các tài khoản chưa có thì chúng ta có thể giải ngân từ từ nhưng mà nhìn về xu hướng của POVK là đẹp các anh chị rồi phân tích thêm mã cổ phiếu PVC thì đối với PVC cũng như vậy đó à, nhìn cái cốc này cũng hay hay rồi à, thực ra cái cốc này cái cốc này nó nằm ở đây này thì chuẩn hơn nhưng mà cốc này thì cho ta cho sang đây rồi sau đó nó có cái cốc nhỏ nhỏ này thế là bây giờ lại thành hai cái cốc nữa à. Đấy, cốc nhỏ nhỏ này này rồi đây một cốc nữa lắm cốc thế nhỉ ờ, nhưng nhìn về mặt ý đồ thì chúng ta đưa cốc bên này thì nó hợp lý hơn và sau một cái cốc ở đây nó có vùng 12 đến 12.3 đẹp rồi và tuần này thì uh, nó cũng đã chính thức đè lại vùng 14 tức là cái vùng uh, về ngưỡng kỹ thuật của nó ở đây rất là đẹp ở sang tuần tới nó đang có hai cây nến mút test ở đây đẹp quá các anh chị đẹp quá 14 3 cũng ta 14 3 đến khoảng vùng 14.5 đó thì những cái mút test ở đây đó là cái biên mà các anh chị hoàn toàn có thể canh gom thêm PVC ở trong nhịp này bởi vì nhìn về mặt ý đồ là khá là ok ở con PV bò PV bò PVB lâu lâu cũng không phân tích nó nhưng mà PV bò thì các anh chị lưu ý này Uh, như vậy là PVP bò nó cũng đã tăng và con này thì nó có một đặc tính tạo lập và nó kéo rất dốc nhưng sau đó thì nó xả cũng cũng cực kỳ dã man luôn và không cẩn thận mà đu ở những cái vùng này là là tiêu luôn đấy tiêu luôn vậy thì đây nếu như chúng ta đang cầm chúng ta lưu ý giúp vùng cái vùng đây này đây là những cái vùng mà khả năng thì nó kéo một hai cây nữa xong nó đã đạp này đó thì lưu ý ở uh, PVP uh, liên uh, tục ta phân tích uh, con này luôn thì nhìn về uh, cơ bản con này cái tính cơ bản của PVP khá là tốt các anh chị có thể tìm hiểu thêm và trên góc độ kỹ thuật thì nó vẫn đang đi ở những cái góc độ trend gọi là trend trung hạn tức là đến thời điểm này nó chưa bị phá trend uh, cụ thể là nó vẫn đang ở vùng 17.5 đến vùng 18 đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối tốt và kỳ vọng nhé đấy là kỳ vọng như vậy nó đi ngang ở đây và uh, cuối con đường tức là nó 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 sẽ 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 có một cái kiểu đánh như này tức là nó chỉnh này tích lũy ổn định ở đây và sau đó nó sẽ kéo bật lên đó cái cách đi đây các anh chị này chỉnh này đó trong một cái mô hình của em này đi là như vậy chỉnh này cuối con đường sau đó nó bật nó bật lên và bật lên thì nó thoát được cái thoát được cái đỉnh cũ của nó đây đó nhìn về mặt ý đồ á, các anh chị cứ vẽ cái hình cái cốc nhỏ nhỏ này đó rồi sau đó đến cái cốc à, cốc to to xong đến cốc nhỏ nhỏ này đó và nó đè lại đây đè lại vùng 17 thì nó đã có một cái trend tăng khá là đẹp ở đây Thì cách đi của nó ở đây cũng như vậy cũng đang kỳ vọng như vậy Và nhìn về trend kỹ thuật của PVP thì đang khá là ok và cổ phiếu này là cổ phiếu cơ bản Rồi nhóm P rồi chúng ta sẽ đi sang nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán à, Chúng ta sẽ xem banh và chứng khoán ở trong tuần vừa qua thi đấu như thế nào Thì uh, nhìn chung là banh ở cách đây cái tuần mà phái sinh long rất là mạnh về vùng 1580 điểm các anh chị thì đã nhờ vào banh và chứng khoán và sau đó thì banh và chứng khoán đã rũ sạch sẽ cái nhịp tăng đó và sau cái nhịp rũ sạch sẽ đó thì hiện tại thì lại đang nhìn thấy lại những cái vùng hỗ trợ ngắn của banh và kỳ vọng thì đấy sẽ là những cái yếu tố kỹ thuật mà có thể giúp banh hồi phục ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo Đối với Việt Công Banh thì nhìn chung là mặt tạo lập về mặt chỉ số thôi. Đây các anh chị, đấy là cái tuần mà Phái Sinh đã kéo rất là mạnh và đánh vào banh và sau đó rũ sạch. Đó, sau cái điểm rũ sạch đó thì đây, Việt Công Banh đã về lại vùng 96.5, vùng 97, sâu hơn ở vùng 95. cái nến này thì cũng cái, cái nến hơi với, hơi với như thế này thì có thể nó sẽ kéo lên được một dịp nữa quanh vùng 104. Nhưng nhìn chung là Việt Công Banh thì không có chiến đấu được chúng ta chỉ phân tích để chúng ta nhìn thôi đúng không ạ. Rồi BIDV Bit đã có một cái lực phục hồi tốt trong cái bản tin tuần thì cũng có dự báo cái xu hướng chỉnh cung ở quanh 41.5 đến khoảng 42. Đấy là những cái điểm mà Bit sẽ quay lại tích cung test nền và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó có một cái điểm sọt xuống ở đây. phiên ngày thứ ba thì nó lấp lại được, nó lấp lại được cái cây nến giảm ở trước đó. Nhìn chung thì BIDV trong nhịp này nó lại kéo về ở đây rồi thì lại là vùng 4516 lại là vùng kháng cự các anh chị nhé Và chúng ta lưu ý ở vùng này. Vùng này chúng ta không đua nữa và có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt trong trường hợp nếu như mà bíp bị, bị chốt mạnh trở lại thì chúng ta chốt thôi. À, rồi công thương, công thương à, đã lên được vùng 36, 35 ở đây. Xin lỗi cả nhà là vùng 35. 35 là vùng kháng cự tương đối mạnh kháng cự tương đối mạnh đây và nó đạp lại các điểm dự đạp của công thương 31.5 đến vùng 32 trong bản tin tuần đã phân tích rồi thì đây có một cây đạp về cái vùng biên hỗ trợ phân tích và sau đó thì nó cũng đang có một cái lực hồi lực hồi này thì nó sẽ chạm lại vùng 34 cộng đây khả năng nó lại có một cái tuần tới nó lại có một cái nhịp chỉnh cung nhẹ đây này đó nhìn chung thì đó một cái yếu tố tạo lập ngắn của công thương thì sau một cái giai đoạn nó cũng đi theo một cái mô hình nêm ở đây đó, và dao động tắt dần thì sẽ đánh giá thêm cái ý đồ tạo lập tiếp theo của công thương như tuần tới khả năng sẽ quay về test cung test nhẹ nhàng thì ok được ở khoảng vùng 33, 33 là đẹp ACB dự chỉnh của ACB đã phân tích ở vùng 32 BN3232.5 trong tuần thì đã có những thời điểm sọt thủng 32 Nhưng mà cây nến kết phiên thì nó lại đi lại được BN3232.5 Nhìn trên ý đồ về mặt tạo lập thì ACB nhịp này có thể hồi về lên được khoảng vùng 34 Khả năng vùng dự kiến ở quanh vùng 34, 34.5 đây này Đây là những cái vùng mà ACB sẽ gặp cái kháng cự ở đây Và khi gặp kháng cự thì khả năng cái cái mức độ rung lắc của nó ở trong phiên là nó sẽ xảy ra MBB và VVBank. MBB cũng đã chỉnh và trong tuần thì có dự chỉnh lại à, đó, có dự chỉnh lại này. Cái này là có phân tích rồi 27.5 đến vùng 28 và sâu hơn thì có thể phải tính toán đến ở vùng 27. Và các anh chị nhìn thấy cây cây nến này nó test đúng vùng 27, tức là đúng cái vùng mông đã phân tích dự kiến ở đây, cái 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 nhịp chỉnh này. Đúng không ạ? Và sau đó thì nó hồi và lực hồi này thì nó cũng chưa đủ mạnh, cầu nó đang bị tụt thẫn này thì nó khó lắm, khó chạy lắm. Tuần tới sẽ quay lại test vùng 27.5 đến vùng 28, sau đó chúng ta sẽ đánh giá thêm. VP Bank uh, trong tuần thì đã có những phân tích uh, dự báo về mặt ý đồ tạo lập ở vùng 34.8. Thủng 34.8 thì nó có thể đi về vùng 33.5, nhưng trên thực tế là nó đi về đến vùng 32 à uh, vùng uh, vùng 34 ở đây và nó rút chân lên. Nhìn như thế này thì nó nó cũng chưa 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 thực sự lấy đâu, chưa thực sự khỏe 3636 36, 5 Thủng cái biên này thì nó lại đi lại cái biên 348 này. Đó, 348 chính là cái biên mà chúng ta phân tích ở trong tuần trước này thì bây giờ nó có thể là tuần tuần tới thì chúng ta sẽ uh, quan sát thêm ở biên này. MBB -E VBank rồi, đã phân tích xong. Techcom và TP. Techcom, Techcom Bank. Techcom Bank. Kháng cự 54 tương đối dài nhỉ. Ờ đối với Tech thì Hùng đã phân tích khá là chi tiết các anh chị, những ý đồ tạo lập ở vùng 54 đây này, 54 này, 54 này, 54 này, này, đây 54 cũng tèo này dự trình của tech đó là khoảng vùng 48 trên thực tế thì trình khoảng về vùng 48 chấm mấy đây 48.7 thì đây thì nó có kéo chân lên những điểm kéo chân này thì nó cũng chưa thực sự là tích cực à, nhìn về mặt ý đồ thì sang tuần tới quanh vùng 49.5 đến vùng 50 tech sẽ tiếp tục à, tech sẽ tiếp tục tích lũy trở lại đây chưa chạy được nhìn này chưa chạy được cầu còn kém lắm nhìn chung thì nó vẫn đang phải tiếp tục tích lũy lại đây và đối với tech thì chúng ta lưu ý ở vùng 48 đúng không anh chị cũng đã phân tích ở vùng 48 này chính là cái vùng mà uh, ngưỡng hỗ trợ cuối cùng mà chúng ta có thể cầm nắm lại TP Bank là một mã cổ phiếu banh uh, tương đối tích cực nhất ở trong cái thời gian vừa qua và nhìn về những ý đồ tạo lập của TP Bank thì nó rất là hay ví dụ trong tuần giao dịch cũ khi TP Bank uh, nó vượt thoát được cái vùng 43.5 vùng năm đây sau đó thì nó quay lại nó test cung và trong kể cả trong bản tin tuần video tuần trước ấy, thì dự test ở khoảng vùng 45.5, anh chị nhìn thấy cây nến này này, đó nó test về 45.5. Và nó cũng không test uh, sâu hơn cái vùng 45 như vậy là một cái lực uh, cầu tương đối khỏe và uh, thanh khoản thì tốt các anh chị. Đó, lực cầu như thế này là ngon rồi. Ở trong cái mã banh là không có mã nào mà duy trì được một cái lực cầu tốt như thế này đâu. Đến thời điểm hiện tại Phiên nay có kéo lên vùng 54 nhưng mà không đóng cửa cao nhất được thì sang tuần tới các anh chị có thể uh, quan sát ở khoảng vùng 50. Ờ uh, kỳ vọng là nó test ở vùng 50 ổn định các anh chị nhé. Ở vùng này mà ổn á thì mà lực cầu lại tiếp tục được duy trì từ 8 đến 10 triệu cổ phiếu một phiên thì xu hướng sẽ đánh tiếp và anh chị có thể uh, cân cân dần lên sau khi mà ở uh, những cái tín hiệu kỹ thuật nó phát đi nó ok đúng không ạ? HD banh thì đã đạt được một cái nhịp tăng tốt nhất của nhóm banh Trong cái thời gian vừa qua ở đây lên đến tiệm cận vùng 34 Và chỉnh trong tuần thì có phân tích HD ở vùng 29.5, vùng 3X Đó, Thì cơ bản là nó vẫn đi ở trong cái biên hỗ trợ này thôi à, Nhìn về mặt tạo lập như này thì HD kỳ vọng là nó test ở mút trên thì khá là đẹp Khả năng là sẽ test ở mút trên à, Trong một cái nỗ lực kỳ vọng sẽ đi lại về vùng 33 đến khoảng vùng 34 ở đây Tức là quay lại đỉnh cũ của nó rồi chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu STB À phân tích cổ phiếu uh, VIB trước đi Hình như lâu uh, cái cổ phiếu VIB này nó đang có một cái tín hiệu kỹ thuật đang tương đối khá là hay uh, Thì đối với VIB sau một cái nhịp mà nó chỉnh giảm ở đây cũng uh, tương đối là 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 là, là sâu đó Thì VIB đã có một nhịp kéo lên Và sau một nhịp kéo lên này Uh, rất nhiều những anh chị em có hỏi ông Lê là vì uh, chúng ta nên, nên 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 tính toán nó ở đâu thì ở vùng khoảng 40 đến khoảng vùng 41 các anh chị nhé uh, 40 đến 41 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, ngắn của cổ phiếu này và vùng kháng cự có thể xác nhận ở đây đó là vùng 44.5 uh, uh, nhìn về mặt ý đồ thì VIP có thể quay lại ở vùng 44.5 ở đây và chúng ta sẽ có đánh giá thêm trong trường hợp uh, em này mà book được Ờ, trên vùng 46 cộng như vậy thì nó sẽ hình thành một cái mô hình đảo vai ở đây khá là đẹp Và uh, nếu tín hiệu này mà xuất hiện quay trở lại như thế này Thì uh, xác nhận rằng là VIP sẽ tiếp tục quay trở lại cái hành trình uh, Ít nhất là vùng 50 Và xa hơn thì nó lại quay về cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây Bên này Đó thì là uh, đối, với, đối với VIP thì cũng có những cái góc nhìn như vậy Để cho các anh chị tham khảo STB <laughs> cự 31 chỉnh. ở ờ, trong tuần thì có dự báo về vùng 20, nếu không nhầm thì là vùng 26 đến khoảng vùng 26.5. Đây là một cây nến uh, nó chỉnh rồi. Đẹp ở vùng 27.3 trên góc độ kỹ thuật thì STB cũng đang có một cái lực hồi. Ờ, tuy nhiên cái lực hồi này thì đây này, chạm về cái vùng uh, vùng nhỏ nhỏ này là khả năng là bắt đầu lắc đây này. Nhìn thế này là bắt đầu lắc rồi. À, nhìn như này là bắt đầu lắc rồi các anh chị đó cái vùng này chạm đến cái vùng này là lắc đấy các anh chị có thể quan sát ở vùng 29.5 các anh chị lưu ý vùng này SHB Ok vùng 25 kháng cự đây chỉnh và à, đối với SHB thì có phân tích vùng 21.5 đến vùng 22 đó là vùng biên kỹ thuật dự chỉnh của SHB và đây một cái nến chỉnh về đúng biên hỗ trợ luôn đã có một lực hồi lực hồi này thì nó chưa đủ mạnh nhìn thế này chưa đủ mạnh thì nó sẽ quay lại test cung test khỏe thì test ở trên nhẹ nhàng đây này à, cái kinh nghiệm như vậy thôi nếu đối với kinh nghiệm của Hùng thì nếu như nó test nhẹ nhàng thì nó sẽ quay lại khoảng vùng 22.5 đó đây là điểm test nhẹ nhàng còn nếu test sâu hơn thì nó sẽ quay về test nền đây thôi và sau những nhịp test cung và lực cầu quay trở lại khoảng em này phải tầm trên 30 triệu 40 triệu phiên đánh đều thì cái đó mới 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 chạy được chứ còn đánh như này thì chưa chạy được Uh, Liên Việt Postbank. Trong tuần trước thì chúng ta đánh giá cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 22 và nó bị phá ở trong tuần. Khi phá thì có dự báo đúng không? Cái này là dự báo. Về xu hướng là chỉnh về 20 20.5 và đây cũng là một cái nền test về trong biên kỹ thuật mà chúng ta đã có phân tích. Lực hồi này đã có lực hồi, Đó, đã có lực hồi. Thông thường như vậy, chạm về hỗ trợ thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái lực bật. Nhưng lực bật này nó cũng không đủ lớn, nó lại chạm lại vùng 22 và như vậy thì sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng quay về test cung ở vùng 21 sâu hơn sẽ ở vùng 20.5, chứ ở vùng 21 ở đây. Ở nôm na là nó sẽ quay có một cái nhịp trả cung ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích đến nhóm ngành chứng khoán thì trong bản tin tuần video số 140 à, 140 148 à à không xin lỗi cả nhà 100 mấy đây tự dưng quên mất bản tin tuần trước ở 184 ô oh, nhiều phết rồi nhỉ gần 200 bản tin rồi ta 184 thì uh, những cái góc nhìn về nhóm ngành chứng khoán thì cũng đã nhấn rất là mạnh ở những cái góc độ nào ví dụ những cái target chúng ta đang lần lượt xây này thứ hai nữa là nhóm ngành chứng khoán đã tăng rất tốt ở trong thời gian vừa qua này nên chúng ta phải rất thận trọng này thứ ba là chúng ta phải bám sát các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng đó các anh ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng để làm gì để nếu như nhỡ may chúng ta có đang cầm thì cổ phiếu nó bị rơi về những cái vùng bị mất những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó đó là những cái vùng mà chúng ta cần phải bán ra cổ phiếu đó, ví dụ như VCI hạn đây thì đó các anh chị cứ thử kẻ ra một cái này đó thì nôm na là nếu như mà VCI nó bị mất đó nó bị mất cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây biên 69.5 như vậy đó là một cái biên xấu và chúng ta cần phải hành động còn ngắn hạn trong tuần vừa qua thì VCI cũng đã test biên 69 55 71 5 à, đẹp và đang có cái lực hồi phục lực hồi phục của VZ2 thì lại kỳ vọng thôi lại kỳ vọng về vùng 8x về đến đây anh chị có hàng chốt bớt thôi ăn non non thôi nhịp này là ăn non non và ăn ít ít bụng nó nhẹ để chúng ta chạy cho nhẹ chứ mà ăn no quá mà đến lúc nó đè cho phát chúng ta chạy không kịp đâu đấy là nói vui với các anh chị như vậy nhưng đấy là thật đấy là thực tế <laughs> ở vùng 42 của HCM dự chỉnh và trong tuần vừa qua thì HCM cũng đã chỉnh về vùng 42 sau đó nó có cây nền test ở viên ngày thứ ba tuần tới thì nó sẽ kiểm tra vùng 43.5 nhưng khả năng 43.5 khó giữ nhìn cái cách đi này là khó giữ nhìn cái cách đi này là khó giữ rồi không 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 giữ được. Và khả năng sẽ quay về test ở vùng 42 thì chúng ta sẽ có những cái sự phân tích thêm. Anh chị dùng tí kiểm tra xem cái loa có được không? Ok. Đối với đối với SSI, kháng cự 56 và trong tuần đó là có dự báo một là chỉnh về vùng 50, hai là về vùng 47 thì nó chỉ chỉnh về ở dưới 50 một tí, dưới 50 một tí đây. Thì uh, hoàn toàn tương tự như các mã cổ phiếu chứng khoán khác thì SSI có một cái vùng 47 ở đây các anh chị lưu ý. Nếu như vùng 47 bị mất thì chúng ta phải bán thôi. Bởi vì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối xấu. Sang tuần tới thì uh, vùng 55 đến khoảng vùng 56 ở đây đối với SSI, chúng ta lưu ý nếu như mà cổ phiếu quay đầu chỉnh giảm lại thì các anh chị chúng ta cũng có thể uh, chốt theo uh, chốt theo SSI. Và chốt theo thị trường thôi. SHS đã có một lực hồi khá là tốt và trong tuần vừa qua, điểm chỉnh cung dự kiến của SHS 45 đến 45.5 à, tương đối là sát và SHS có một lực hồi, lực hồi này thì lại đưa cổ phiếu này chạm lại vùng 52 đến khoảng vùng 53 54 ở đây. Thì sang tuần tới nếu như SHS khỏe thì nó sẽ kéo lại được cái vùng này và đây là vùng kháng cự và chúng ta sẽ à, canh để chúng ta chốt bớt. Cổ phiếu VND nhìn chung thì VND có một lực kéo tương đối là tốt và 83 vẫn là một cái kháng cự ngắn của VND ở đây à, còn trong ngắn hạn chúng ta có một cái điểm uh, gọi là điểm hỗ trợ cung kỹ thuật của nó ở quanh vùng 72 và nôm na là cổ phiếu này không bị mất cái biên này 72 đến biên 73.5 thì các anh chị có thể cầm thêm nếu trong trường hợp có một cây nến uh, đè gãy cái vùng này thì như vậy là chúng ta bán như vậy thì rất là an toàn đúng không ạ MBS dự chỉnh ở vùng 4 36 đến vùng 37 và sâu hơn có thể tính toán ở vùng 35 và đây là mút test suy đến vùng 35 và đã đã có một cái lực hồi à, nhìn trên góc độ kỹ thuật thì lực hồi này đang khá là tốt có thể quay lại về ở cái vùng kháng cự đây các anh chị đây này vùng kháng cự dày dày này này là vùng 42 sẽ quan sát sát thêm cái tín hiệu của nó à, CTS dự chỉnh về vùng 37.5 có một cây thụt khỏi 37.5 nhưng mà cuối phiên thì nó vẫn kéo lên được như vậy là về mặt tín hiệu kỹ thuật là chúng ta sẽ tính đến đóng phiên còn đến trong phiên thì có thể nó sẽ chỉnh qua vùng hỗ trợ và nến tuần thì cũng như vậy à, chúng ta sẽ tính đến đóng tuần CTS nhìn chung thì lực hồi này cũng không đủ mạnh các anh chị tuần tới cùng lắm thì nó sẽ tăng thêm được một tí nữa và sau đó khả năng cao thì nó sẽ đi quay lại test cung ở vùng 37.5 tất cả những cái thằng S ta, ta phân tích luôn đúng không các anh chị BVS này <laughs> đối với BVS dự chỉnh của BVS đó là vùng 34 đến vùng 35 năm đây cũng là một cây nến test về trong cái biên dự chỉnh đã có lực hồi nhưng lực hồi này thì nó cũng chưa đủ mạnh lực cầu này các anh chị nhìn này đó lực cầu nó thấp thế này thì cổ phiếu nó sẽ khá là khó để đi một phần là ai cũng nghe ngại thị trường ở trong thời điểm hiện tại và bản thân Hùng Lê cũng như vậy trong tuần vừa qua gần như Hùng chỉ có ngồi ngắm thị trường thôi ít đấy và tất cả những mã cổ phiếu nào đạt điểm hồi tức là hồi phục lại, à, hồi phục lại á, là xả thôi chứ còn không có không có không có chơi mới chơi mới chỉ có lướt lát một vài các cái mã văn hóa văn nghệ thế thôi chứ còn lại mà thời điểm này mà chúng ta mà nặng bụng là mệt á bởi vì đây gần như là ai cũng cũng cũng, cũng có khả năng ai cũng đang chờn cái thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại BVS này À, S này ta phân tích nốt mấy con S đi à, thì đối với AS đây là một cái vùng mà AS đi ngang phân phối tương đối mạnh vào phiên này thì nó đạp 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 tới bến luôn đó các chị hơn 3 triệu cổ phiếu một phiên và với xu hướng này thì AS sẽ rơi rồi không có cơ hội lên nữa đâu vùng 23 23 23 24.5 khả năng sẽ dự chỉnh về đây FT FTS ở đây rồi nó có cái vùng kháng cự 75 ở đây này nó đi trong 2 tuần nó không vượt được nó bắt đầu chỉnh giảm lại thì chỉnh giảm ở đây nó có vùng 58 vùng 60 nhìn về mặt ý đồ là các bác đang sắp những cái nến khá là đẹp ấy San sát như nào thì như này thì chúng ta chỉ có quan sát thêm thôi trong trường hợp nếu mà thủng cái vùng ở đây thủng vùng 58 thì bán thôi không thủng thì cứ cầm thôi à, các bác đang sắp tương đối là đẹp có nét còn cái gì nữa nhỉ BVS phân tích rồi S hết rồi phân tích thêm à con ORS nữa ORS phân tích nốt thì đấy với ORS cũng như vậy thôi nó hoàn toàn nằm trong cái xu hướng tổng quan của nhóm ngành chứng khoán là chỉnh cung biên 25 26.5 đã có một lực hồi ở đây Tuy nhiên cái lực hồi này thì trên góc độ kỹ thuật nó cũng không đủ mạnh anh chị khỏe lắm thì nó đi được một hai cây nến nữa sau đó thì nó lại quay lại chỉnh cung À, quay lại chỉnh cung thì các anh chị lưu ý đó là um, lưu ý cho hùng cái vùng 25 ở đây nếu nó vẫn giữ được thì là ok nhưng mà nếu có một cái nến à, uh, đè 25 sau đó nó cần thêm một cái nến xác nhận các anh chị nhé thường là như vậy thì cách phân tích kỹ thuật là nó phải có một cái nến xác nhận nữa đôi lúc là phiên trước nó 25 nhưng mà cái cây nến xác nhận của nó ở đằng sau này nó lại dốc ngược lên như thế này thì đấy là tín hiệu tích cực đó nhưng cây nến của nó mà 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 dốc ngược xuống như thế này mà đỏ đỏ đặc thì như vậy nó lại là nó lại thuộc hệ tiêu cực. Đó. vậy thì uh, tín hiệu kỹ thuật là như vậy chúng ta sẽ cần thêm uh, những cái xu hướng để chúng ta đánh giá. Cổ phiếu VX và RG, VX VX cũng như vậy có một lực hồi, còn đối với VX các chị đang cầm chú ý cho vùng biên 28.5 đó là biên cuối cùng khả năng nhịp này thì VX sẽ hồi lại về khoảng vùng 33.33.5 đến khoảng vùng 34 sau đó thì nó sẽ quay lại test cung và cái biên test cung 28.5 đến vùng 30 cổ phiếu AGR <laughs> đối với AGR cũng đã có một nhịp tăng tương đối là tốt và đạt được cái vùng kỳ vọng 28 và sau đó chỉnh Ở vùng chỉnh cung dự kiến 23 23.5 thì đã phân tích rồi trong tuần thì có điểm thủng 23 nhưng mà nó kéo lên lại được nhìn chung thì nó đã có một cái lực uh, hồi phục ở đây các anh chị nhưng lực hồi phục này thì nó cũng không đủ mạnh cầu nó đang thấp lắm và đường mát thì cũng đang khá là xấu uh, với đường mát và dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như này thì cái câu chuyện mà để mà uh, cổ phiếu tăng uh, trở lại nó khá là khó uh, nhìn chung nó chỉ có đi ngang tích lũy thôi đi ngang tích lũy thành công đã là một cái 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 sự thành công của cổ phiếu rồi còn trong trường hợp ngược lại thì nó xấu hơn đó là nó sẽ thiên về xu hướng kỳ giảm và À, đối với AGR lưu ý vùng 23 rồi chúng ta sẽ đi phân tích tiếp nhóm ảnh nào phân tích luôn nhóm ảnh thép các anh chị nhé ngành thép xong đó thì cũng sẽ đi một số các cái mã ngành quen thuộc Để đi phân tích thép bởi vì thép đến thời điểm hiện tại là cũng rất nhiều những anh chị em đang cầm mà nó thì Uh, xu hướng đang tương đối là ẩm ương Thì uh, đối với Hòa Phát Trong tuần vừa qua cũng có phân tích Ở vùng 46.5 Chắc chắn có 46.5 Đó là khẳng định của Hùng Lê đúng không các anh chị Các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ uh, Và trên thực tế thì nó đã thủng 46.5 Nó có hồi lên Nhưng mà cái phiên kết tuần Thì nó đã đóng đúng 46.5 Rất là chắc là lái Lái này là bạn của Hùng Lê sao nhỉ? Đánh đúng thế, đúng mua 6.5. Nói vui thôi các anh chị chứ còn không ai có thể làm được việc đó. À, nó là cung cầu ở trên thị trường thôi, nó là cung cầu ở trên thị trường. À, nhìn về Hòa Phát thì sang tuần tới khả năng 46 5 sẽ khó giữ và Uh, xu hướng nó sẽ quay lại biên 44 đến biên 45 và các anh chị lưu ý đó là biên cuối cùng của Hòa Phát có thể giữ lại được cổ phiếu còn nếu như bị gãy 44 thì đấy là một tín hiệu chúng ta sẽ phải bán cổ phiếu uh, Hòa Phát ra. Hoa Sen, <laughs> Hoa Sen như vậy là trong bản tin tuần trước thì cũng có đánh giá nhóm thép rồi và chúng ta cái tuần trước nữa đó là chúng ta đánh giá một cái mức độ hồi phục nhưng cây nền kết tuần nó ba giờ trăm ngắm thép cũng có đánh giá như vậy nhưng cây nền kết tuần thì nó đã phá vỡ tất cả gần như cái tính hệ thống và chúng ta sẽ cần thêm cái 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 tuần giao dịch mới và tuần giao dịch mới này thì thực sự xấu khi mà đối với hoa sen nó đã không lấy lại được vùng 37.5 nó còn bị mất điểm và tiếp tục bị mất vùng 35 với một tín hiệu kết tuần như này thì nó là xấu các anh chị nhé tương đối xấu và lực cầu tiếp tục bị đẩy bán ra thì vùng 32 đến vùng 32.5 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng của Hoa Sen nkg Nam Kim hoàn toàn cũng tương tự tự như vậy trong tuần vừa qua thì Nam Kim đã không công lại được vùng 41 và tiếp tục bị đánh mất điểm với điểm số như thế này thì Nam Kim sẽ có xu hướng tiếp tục quay lại về vùng 36 ở đây nếu thủng vùng 36 thì Uh, sẽ đi về vùng 3 biên 32 đến khoảng biên 33 và đây cũng là vùng cuối cùng của Nam Kim Đối với TLH trong tuần trước thì TLH đã có một nhịp tăng tương đối mạnh và về 24 này thì nó bị đạp khá là nhanh. Hỗ trợ cái thuật 19 đến vùng 20 và nhìn chung thì uh, tuần tới thì chắc chắn là 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 nó test đấy rồi. Kiểu gì thì kiểu chứ chắc chắn là Biên 20 thì không nói uh, Biên 20 thì chắc chắn rồi Nhưng biên 19 thì khả năng nó suy soát Và uh, chúng ta lưu ý nếu như Cái biên 19 này mà bị phá vỡ Thì đấy là một tín hiệu xấu của cổ phiếu TLH uh, Đối với TVN <laughs> Nhìn chung ở trong tuần Thì TVN cũng đã không thể hồi phục Quay trở lại được ở trên vùng 17 cộng Đây anh chị không thể hồi phục lại được ở trên cái điểm đến kết tuần như vậy cũng là một cái tín hiệu tương đối xấu tương đối xấu rồi thì sang tuần tới, TVN sẽ kiểm tra vùng 15.5 đến vùng 16. Đây là một cái biên hỗ trợ cuối cùng trong cái phân tích kỹ thuật của cổ phiếu TVN. Trường hợp thủng cái vùng này thì đấy là một tín hiệu xấu và các anh chị cũng có thể uh, xem xét để chúng ta bán bớt ra cổ phiếu. Rồi, bây giờ thì chúng ta đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp và hạ tầng các anh chị nhé Những cái mã cổ phiếu tương đối là quen thuộc của chúng ta. HHV trong tuần đã có những phiên phân tích uh, dự chỉnh ở vùng 24 hoặc là về vùng 23 thì vùng 24 thì đã có và vùng 23 thì cũng uh, trong phiên thứ hai cũng có luôn. Nhìn chung thì tín hiệu của HHV hiện tại đang tương đối tích cực, dòng tiền tiếp tục ổn định trên 10 triệu cổ phiếu như vậy là tốt đấy các anh chị này. của uh, phiên kết tuần để lại được vùng 26 cộng như vậy là ổn, như vậy là ổn. Sang tuần tới, sang tuần tới mà khỏe khoắn thì ông ấy cày luôn. Còn nếu mà không khỏe thì có thể quay về ở khoảng vùng 25.5 Đây là biên tích lũy kỹ thuật của HHV LDG tiếp tục vùng vận động ở vùng kháng cự 14 à, Nhìn chung thì trong tuần chúng ta có đánh giá vùng 12-12.5 khá là ok đấy các anh chị này Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá ok Lực cầu tiếp tục được đẩy vào và nhìn về mặt ý đồ tạo lập Thì sáng tuần tới có thể kỳ vọng là oánh tiếp Bánh tiếp thì lên được đâu nói chung là thị trường hiện tại thì cũng đang ẩm lắm. Nên là chúng ta cũng không quá kỳ vọng để đánh vượt thoát vùng 15 cộng đâu. Khả năng là sẽ tiệm cận đến vùng 15 thôi. DIG, DIG chúng ta nhìn xem nào. DIG đến thời điểm hiện tại thì đánh cũng tương đối là rời rạc rồi. 65 đến vùng 66 kháng cự của nó ở đây là vùng 75 khỏe thì uh, sang tuần tới có khi là lại lên lại được cái cái điểm mút mút ở đây này tức là điểm này là khoảng bao nhiêu đây ta 72 năm đó khả năng là lên 72 năm có khi lại bị đạp rồi này nó có hỗ trợ vùng 60 đạt phương thì nhìn chung uh, hai tuần vừa qua tạo lập đang tương đối ổn định thôi nó cũng chưa nó cũng không tăng nó cũng không giảm nói chung là nôm na là đi ngang 77.5 đến vùng 80 không gãy 77.5 thì cầm, gãy thì bán à, Nam Long à, Trong thời điểm hiện tại thì nó đang đi Ở theo một cái biên hình sin nó hình sin, đó Thì khả năng dự à, hồi lại Lên khoảng vùng 58 nha Khoảng vùng 58 ở đây à, Rồi nó lại có những điểm chỉnh cung kỹ thuật mà Xa hơn thì có thể kỳ vọng vùng 60 Và đối với Nam Long Thì có biên 50 đến biên 51 ở đây Tạm thời sẽ lấy biên này, sẽ là biên hỗ trợ Về mặt kỹ thuật Ờ à, trung hạn nhỉ, cứ nói trung hạn cho nó đúng nhỉ đúng không? Nói chung là như vậy, còn thủng cái vùng 50 thì thôi, khả năng là 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 cái sóng tăng này của nó nó sẽ bị hết sóng trong cái thời điểm ngắn hạn. Tích lũy thêm. Đối với C2, vùng kháng cự vẫn là vùng 31 32. Ờ à, đây, vùng 31 32 đây. Hỗ trợ kỹ thuật của C2 có phân tích vùng 25 đến vùng 26 đang có lực hồi và lực hồi này dự kiến sẽ chạm lại vùng 30 và các anh chị sẽ quan sát thêm ta sẽ quan sát thêm ở vùng 30 đối với S99 dự sọc một là sọc về 21 2 là sọc về 20 thì trong tuần thì nó đã sọc đúng cả hai điểm 21 cũng có mà 20 cũng có nhìn chung thì cầu nó chưa đang nó 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 đang bị mất cầu các anh chị và nó đang đi ngang tích lũy như này vậy là tốt ok cứ đi ngang tích lũy bì bỏ ở đây thêm một vài phiên nữa đó và xuất hiện một cái lực cầu nó khá là khỏe khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu và nó đè lại được ở vùng 22 cộng thì đấy, đấy cũng là cái tín hiệu kỹ thuật và các anh chị có thể uh, mua thêm để chúng ta có thể chém cá trên thớt Ok các anh chị HBC nhìn chung thì kháng cự đây rồi 27 vẫn là kiện liên kề phân tích vùng hỗ trợ 22 đến vùng 23 đã phân tích rồi và sâu hơn ở vùng 21.5 nôm nay là HBC thì Uh, không thủng 21.5 như thế là chúng ta cứ tiếp tục uh, chúng ta cầm để chúng ta chiến đấu. Seal à, seal đến thời điểm hiện tại như thế nào? sao thì uh, lái rất là happy, thực ra là sau một nhịp kéo này uh, nó không ào một cách gọi là nó ép mà không thể ra hàng được. Seal đánh như này khá là ok. 45 kháng cự khá là mạnh và các anh chị chạy nhanh nhanh hộ em gái vùng 36 vùng 38 ai nhưng đang cầm xeo thì chúng ta đánh thôi chạy thôi bởi vì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta biết đủ là đủ trên thị trường chứng khoán thì không ai biết đủ cả và chính vì như vậy nên là chúng ta sẽ bị gặp những cái cảm bẫy rất là đau thương ở trên thị trường rồi L18 vùng biên 45 48 khả năng sẽ chỉnh cung thêm tích lũy thêm nền thôi cầu thấp thế này là lại ổn rồi Ờ, cách 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 đi của L18 thì đang kỳ vọng nó vẫn đang là một cái trang kỹ thuật trung hạn ở từ vùng 40, nói chung vùng 40 sẽ là cái vùng mà đánh giá uh, dài, còn xác định L18 bây giờ là xác định chiến đấu dài rồi. Hầu B vẫn uh, tương đối được vùng 29 đến vùng 30, biên test kỹ thuật ở quanh 32. Nhìn trên trang kỹ thuật tuần thì cái nến rút chân tuần cũng tương đối là ok và nó đã lấy lại được vùng 32 cộng ở đây ngay anh chị chúng ta sẽ tiếp tục cầm Phân tích uh, tứ trụ triều đình một bốn uh, mã cổ phiếu uh, uh, đi kẹp với nhau gồm có lcg Lcg trong tuần dự chỉnh ở vùng 20 thì uh, nó chỉnh thủng 20 một tí nhưng mà phiên kết phiên thì nó lại lấy được 20 cộng và cây nến liền sau đó Uh, tích cực tức là nó lấp hết cái nỗ lực à uh, lấp hết cái điểm 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 xấu của nó trước đây và như vậy chính vì vậy nên là LCG đã tiếp đà. Thì uh, cái việc tiếp đà này kháng cự của nó vùng 23.5 nếu như mà sang tuần tới bay được vùng 23.5 cộng này. Uh, sau đó test bung lại mà không gãy thì đấy là một cái uh, kết quả rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Đó, nó sẽ bung lên như này. Cái mô hình nó 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 vận động như vậy thôi. Đó thì thỉnh thoảng trong cái phân tích kỹ thuật thì cũng sẽ lồng ghép thêm có những cái mẫu nào thì cũng sẽ phân tích cho các anh chị để các anh chị nhìn thấy đây là một cái mẫu hình nó đi rất khá là hay. Đó thì nó vòng lên xong nó quay lại không gãy thì đấy là rất là ok. giờ là mã cổ phiếu thứ hai được khuyến nghị tham gia đa đầu tư. Điểm hỗ trợ 16 16.5. Ở trong nhịp cũ phân tích cái target kỹ thuật của nó ở vùng 19 đến vùng 20. Nhìn chung thì LG vẫn đang ổn, chưa có vấn đề gì cả thậm chí nó có thể có vùng 14.8 ở đây nó là hỗ trợ kỹ thuật của nó này có thể chỉnh về đây ở trong phiên đây có một cây nó lốm về vùng 14.8 nhưng trên thực tế thì nhìn cái, cái 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 cách đánh này là cái cách đánh ép của của, của tạo lập thôi còn nhìn chung thì nó ở khoảng vùng 16.16.5 ở đây thì khá là ổn ổn định ở đây rồi Uh, cổ phiếu TG đó TG càng đánh càng hay. Ở trong bản tin tuần trước thì sau khi mà TG bứt được vùng 20 và đóng lên vùng 22 thì có dự báo uh, khả năng tuần tới sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật ở đây nhưng gần như nó không test và nó chạy luôn. Đây là những điểm nó chạy luôn và nó chạy lên target 27.5. Nhìn về mặt ý đồ thì 27.5 sẽ chỉnh cung. Đó, về đến khoảng vùng này thì nó sẽ nó sẽ đạp lại, nó sẽ đạp lại một nhịp mà đạp khỏe cổ phiếu này đạp khỏe là đạp về đâu đó không gãy vùng 24 là cực kỳ khỏe 24 là cực kỳ khỏe nhìn về mặt ý đồ tạo lập đánh giá nhịp này thì TG khả năng sẽ cán vùng 3x đó các anh chị tiếp theo khi thủng được vùng 27.5 thì sẽ lên khoảng vùng 30 thủng 30 thì sẽ lên vùng 32 đó là 32 cái target ngắn của TG mà tạm, tạm thời chúng ta sẽ đang kỳ vọng Uh, ITC là mã cổ phiếu thứ tư trong cái hệ sinh thái này thì ITC trong nhịp cũ là suýt soát đạt được cái target vùng 26 và đang chỉnh thì điểm chỉnh cung đó là quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22 và sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở khoảng vùng giá 20 nhưng vùng 20 thì hiện tại thì chưa có có nói đến và trong tuần tới thì chỉ có nói đến ở quanh vùng 22 21 đến vùng 22 thôi khả năng sẽ chỉnh cung ở quanh đây cổ phiếu STH cũng khá là hay. STS khá là hay. Ở trong thời điểm hiện tại những cái ý đồ phân tích tạo lập của STS thì các anh chị có thể xem lại thêm, còn trong tuần vừa qua dự chỉnh của SGS ở quanh vùng 75 thì nó có khoảng 3 cây, 2 cây. 2 cây mút mét về 75 và sau đó kéo lên như kéo lên này thì nó lại trả cung. Nói chung là đối với con STS này á thì đừng có đua xanh. Nó trong những nhịp trả cung này trả cung ở đây ví dụ 75 cân này ok uh, trả cung tiếp khả năng là đang tuần 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 tới lại trả tít 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 ở dưới này đấy Quanh vùng 77 đến khoảng vùng 78 đó 77 đến 78 ở đây này uh, rồi lại cân này chứ đừng có đua xanh đua xanh đây là những cái nhịp đua xanh này là bị nó dã cho này sau đó nó lừa nó lại nhằng nhằng bên này nói chung là SGS thì nó cũng khá là khó đánh nhưng mà nếu mà chúng ta biết cái cách để chúng ta tiếp cận thì nó cũng ok phân tích thêm các mã ngành của khu nghiệp IDC à, rất nhiều anh chị cũng đang quan tâm đến mã cổ phiếu này IDC thì trong tuần có vùng 74.5 đến 76.5 đó là vùng hỗ trợ và sâu hơn là vùng 70 Uh, nhìn với đồ tạo lập thì nó về lại vùng 90 đây rồi và nó đang có những cái kháng cự kỹ thuật của nó ở đây như vậy thì uh, nó nó mở gáp nên nó có thể tuần tới nó sẽ lấp lại ở quanh vùng 83 quan sát thêm ở vùng 83 ổn định ở trên vùng này và lực cầu tiếp tục duy trì khoảng tầm trên 4 đến 5 triệu cổ phiếu một phiên thì đấy là cái cơ sở để cho em này em đè lại vùng 90 ở đây uh, sẽ phân tích thêm ở đây sc <laughs> lực đi tương đối là tốt phiên ngày hôm nay thì một lực cầu khá là vạm vỡ nói chung là sau một cái lực cầu khá là vạm vỡ này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm đó các anh chị sau một lực cầu vạm vỡ thì nó trả lại hết cung sau một lực cầu này thì nó test 1 phần 2 thân nến như vậy thì uh, khỏe thì ông sẽ test lại vùng 62 và yếu hơn thì nó sẽ test lại vùng 60 tức là nôm na sẽ có hai cái vùng chỉnh cung uh, kỹ thuật của SSC ở đây để chúng ta đánh giá thêm À, cái ý đồ tạo lập xem trên tuần nào nhìn trên tuần thì cũng đang khá là đẹp đấy. nếu nó bung được lại vùng 62 cộng và nó test thành công thì tương đối đẹp của SSC rồi chúng ta sẽ phân tích bộ 3 mã cổ phiếu của bác Tâm thì như các cái bản tin trước đây thì cũng có nói rồi bác Tâm thì cũng đang được chắp thêm những cái đôi cánh đôi cánh mềm rất là đẹp và không phải đến bây giờ mới nói và những cái đôi cánh đó thì đã được nói tương đối xa xa và nhìn về mặt tạo lập xa xa ở đây thì cũng khá là hay đây này, này Em đi một cái vòng cung rất dài sau đó cái bánh xe thứ nhất, bánh xe thứ hai Nói chung là nó không gãy và nó nó, nó không gãy cái vùng đây này, vùng 47 Thì uh, yếu tố tạo lập của 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 KBC nó đến từ vùng 47 đây, khá là đẹp đó Sau khi nó đè lên được nhé, thì nó test lại cái vùng 47 này gần như không gãy Một điểm test kỹ thuật đây, một điểm test kỹ thuật đây và trong tuần vừa qua thì nó chỉ có ở biên 49 đến biên 50 thôi. KBC đẹp các anh chị. Nhìn thế này đẹp, nhìn thế này thì cũng có thể kỳ vọng một cái góc nhìn nó tích cực ở trong tuần tới. Đó, nó quay lên và sau đó nó quay lại nó test ở đây. Thành công ở vùng 54 thì như vậy nó có thể nó sẽ quay lại nó kéo tiếp. KBC đẹp. ITA cũng hoàn toàn tương tự như vậy. ITA thì đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 15 trên 15 và đây đang là những cái phiên mà giao dịch tương đối khủng của ITA. Tương đối khủng đó, dòng tiền như này là tương đối khủng và gần như thì nó cũng đang bươn lại ở được nhịp này khả năng sẽ về vùng 2X mất. À, rồi, 2X thì chúng ta sẽ chưa nói nhưng đối với ITA trong tuần tới có những điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 14 đến khoảng vùng 14.5, đó là vùng biên kỹ thuật mà chúng ta kỳ vọng ITA sẽ chỉnh thành công để nó công vùng tăng mười 17 hướng về tao mười 17 của ita là khá là ok rồi ba em mà hai em chạy tốt rồi mà sgt vẫn y ạch chưa có lực cầu vào cầu đang thấp quá thì đối với sgt thì cũng phải chấp nhận một cuộc chơi thôi đó là gì đó là vùng hỗ trợ thấp thì chúng ta mua 26 26 26.5 26 đến vùng 27.5 tiếp tục com nhìn chung thì cổ phiếu sgt nó cũng chưa bị phá trên kỹ thuật như vậy thì uh, sau đây nó đánh này con này nó đánh nó đánh cũng hay đấy nó nét này đó lên này xong đó nó chỉnh nó chỉnh một cái nhịp đây nhịp đây nhá đó và sau đó nó kéo một phát lên này sau đó thì cũng có thể là kỳ vọng nho nhỏ như thế này thôi nó là le lói hoặc là nó là vu vơ hay nó là mong manh hay nó là cái gì cũng được các anh chị có thể đấy và sau đó chúng ta kỳ vọng ấy hey, nó piêu phát trên này đi như này thì đẹp quá đó cái kiểu kiểu như thế lên một cái rồi nhả một nhát rồi kéo lên mạnh một phát rồi là nhả nhát đây là đây là chúng ta đang đón cái nhát nhả và đón cái nhát nhả này đó là cái nhát mà chúng ta gom gom từ từ thôi tất nhiên có thể thất bại nếu như mà em này mà gãy vùng 25 thì là thất bại đó tư duy của chúng ta bị sai và chúng ta phải chấp nhận sửa sai thôi chứ biết làm thế nào được đúng không anh chị <laughs> rồi VGC hôm nay đánh khá là tốt thì cái kháng cự của VGC đó vẫn là vùng 55 đây 55 55 sang tuần tới thì khả năng thể trạng với kháng cự này. Ở hỗ trợ ngắn hạn của VGC ở quanh vùng 50 đến khoảng vùng 51 biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, biên 45 đến khoảng 46.5. Đây là vùng. Có thể nói có thể xác nhận là cái vùng mà nó không không được phép các anh chị, không được phép phá vỡ. Và nhìn về cái cách những cái mô hình lạ thật đấy, bây giờ mới nhìn thấy những cái mô hình kiểu kiểu như này nó đi rất hay cốc tay cầm hay là cái gì gì đấy đó và sau khi đấy thì đây này các anh chị nhé chúng ta sẽ nhìn là chúng ta phân tích sâu thêm đấy học đây này các anh chị đây là lớp học đấy lớp học thực chiến đấy các anh chị lớp học thực chiến mà lại hoàn toàn miễn phí đó mà các anh chị không học nữa thì các anh chị học đi đâu rồi cái cốc này cốc nhỏ nhỏ này rồi sau đó đến một cái cốc ốp lại này đó nó úp lại đây và nó test thành công này và sau khi nó úp lại nó test thành công thì nó kéo này, một nhịp rất đẹp này, đó. Vậy thì chúng ta Vậy thì chúng ta nhìn lại ở con KBC. Đó, đây. Đó, thì có hay không một cái câu chuyện như vậy thì đây, cốc úp lại đây này. Nó kéo lên nó úp lại vùng 54 này, rồi rồi ví dụ uh, SZC nhé Đó, ví dụ ví dụ như SSC cũng như vậy này. Cái cốc úp lên này rồi xong đấy nó 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 test lại đây nó và nó bung lên đó vậy thì có hay không thì chúng ta chờ thêm đó đây là các lớp học đấy các anh chị đây là những cái học trực tuyến và lý thuyết nó không có nhưng mà song song với những cái việc mà ông vừa phân tích ông lồng ghép thêm và hướng dẫn các anh chị như vậy thì đấy là những cái uh, nền tảng kiến thức mà ông đã tích lũy lại được đó uh, sau những cái quãng thời gian lăn lộn ở trên thị trường chúng mang những cái nền tảng đó đến lại cho những anh chị em F0 những cái nhà đầu tư đến sau để mong rằng là mọi người cũng sẽ dần dần mọi người cũng sẽ tiếp cận được những cái cái kiến thức như vậy rồi chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành cao su à, nhóm ngành cao su các anh chị rồi đây PHR thì PHR có một kháng cự 75 đây như là tuần 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 những cái tuần trước là chúng ta có phân tích rồi dự chỉnh cung thì dự chỉnh khoảng vùng 65 đến khoảng vùng 65.5 trong tuần thì nó nháy phát nó tuột chạc ra khỏi cái vùng này nhưng mà sau đó thì nó lại lấy lại cái nến xác nhận đó, cây cái nến xác nhận thì nó lại xác nhận lại được ở cái biên này như vậy là tạm yên tâm sau cái nến xác nhận đó thì PHR tăng khá là ok lại về lại vùng kháng cự ở đây khoảng vùng 75 đến khoảng à, 72 đến khoảng vùng 73 đây 73, 74, 75 đây Nói chung về vùng này thì các anh chị Chúng ta canh chốt thôi DPR có kháng cự 85 Vùng 75 năm đến vùng 77 là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của của DPR Thì chúng ta sẽ có thêm những cái quan sát VHG trong phiên nay cầu vào khá là tốt nhưng hơi tiếc một tí là nó không đóng được ở giá cao nhất nhưng nhìn trên góc độ kỹ thuật thì tiếp tục kỳ vọng nhịp hai nó sẽ đè lại về vùng 8 thoát được 8 thoát được 8 thì đi về đâu bây giờ thị trường này thì cũng chưa thể kỳ vọng bung được 8 nói chung là công 8 cộng cũng đang khá là khó khăn đó nên tạm thời chúng ta sẽ quan sát được vùng 8 trước À, đối với GVR hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây các anh chị 35.5 đến khoảng vùng 36 trong nhịp hồi nó đang hồi và nhịp hồi này thì dự kiến là chạm lại vùng 39 các anh chị quan sát đây nếu như 39 bị chốt thì chúng ta cũng sẽ chốt theo DRI hỗ trợ ở vùng 15.5 đến khoảng vùng 16 à, góc độ kỹ thuật ở đây kháng cự ở vùng 18 thì 12 như vậy là dri cũng đang đánh ở trong một cái biến hẹp thì chúng ta sẽ tận dụng gọi là tận dụng những cái nhịp hẹp này để chúng ta mua ở vùng hỗ trợ và tạm thoát hàng ở vùng kháng cự với các anh chị trong nhịp này thì nó cũng chưa 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 có nhiều cái còn về, về trang kỹ thuật về trang kỹ thuật của dri thì nó đang đánh khá là tốt đây vẫn là một cái trang tăng trung hạn chưa có bị phá vỡ vùng 15 nhỉ 15 sẽ là vùng xác nhận nếu như mà cổ phiếu này bị mất vùng 15 thì khi đó nó sẽ xác nhận cái uh, trang kỹ thuật trung hạn của cổ phiếu này nó bị kết thúc rồi ở danh mục dệt may thì cũng có sẽ phân tích thêm VGT rồi VGT đây các anh chị VGT đây hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 à, kháng cự ở khoảng vùng 28 nhìn chung thì nó đang có lực hồi và lực hồi này thì cũng đang tiệm cận về vùng kháng cự nên là các anh chị lưu ý nếu như cổ phiếu bị chốt thì chúng ta sẽ chốt cổ phiếu TNG hỗ trợ kỹ thuật đây vùng 29 đến vùng 30 và ngắn hạn như vậy là TNG cũng đã phiên nay có lực tăng tương đối là tốt cầu ổn Dự về kháng cự vùng 34 đến vùng 34.5, đây là vùng mà chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt nếu như mà cổ phiếu quay đầu. TDT TDT nhìn về mặt ý đồ thì TDT vẫn đang ở một cái góc độ gọi là kênh trung hạn. Nhịp chỉnh này ở vùng 127 đến khoảng vùng 13, đây là vùng mà chúng ta sẽ quan sát những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây có thể bắt thêm nếu như chúng ta đang có vị thế và Uh, kỳ vọng nhịp này thì đánh lại ở vùng 15 đến khoảng vùng 15.5 Tức là hồi phục lại Cái cách đi của nó đang khá là điểm đạm Đó uh, Sau một nhịp tăng thì nó chỉnh cung Và đây cũng một nhịp tăng nó chỉnh cung Và sau nhịp chỉnh cung đó thì nó tích lũy Đây là điểm tích lũy Đó các anh chị đây là điểm tích lũy này Đó thì đây Hùng cũng đang phân tích một điểm tích lũy này Đó đây là một điểm tích lũy ở đây Vậy thì kỳ vọng thôi, chứng khoán nó là kỳ vọng các anh chị, chứng khoán nó là xác suất thôi chứ còn ai không ai biết được rằng là nó về 13 xong nó lên vùng 19 20 thì thế thì còn ai ngồi đánh chứng khoán với các anh chị nữa đúng không ạ? Vậy thì ai sẽ bán cho các anh chị ở giá 13, đúng không ạ? Và hùng cũng không thể mua được giá 13, hoặc là lên đến vùng 19 đến vùng 20 thì ai sẽ là mua hàng cho các anh chị ở vùng đó. Vậy thì chứng khoán nó là kỳ vọng, nó là xác suất nên là nó muôn hình muôn vẻ lắm. Và uh, chúng ta sẽ đi phân tích uh, trên cái góc độ kỹ thuật Uh, của cổ phiếu và ở những cái góc nhìn đó để giúp ích cho nhà đầu tư của chúng ta sẽ nhìn được uh, nó sâu hơn nó sát hơn cái xu hướng vận động của cổ phiếu mà thôi đó chứ còn nó không thể tuyệt đối được rồi uh, hùng sẽ điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu uh, penny các anh chị nhé một số các mã cổ phiếu penny cơ bản uh, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đi uh, nói đến thị trường nói đến thị trường chung ok bởi vì bây giờ bản tin cũng là một giờ 15 phút rồi, nó cũng không còn nhiều thời gian nữa. À, DLG. <laughs> nhìn DLG thì ở đây à, nếu không nhầm thì chúng ta có vùng 6.5, chúng ta đánh giá rồi. Dữ liệu bị mất hết nên là giờ nó cũng không còn đọc lại đây nữa, chính vậy nên nó khá mất khá là nhiều thời gian để có thể khôi phục lại. Mà nhìn chung thì nó về xu hướng hiện tại à, cầu đường mác dòng tiền đi như thế này thì chủ đạo nó vẫn đang là những cái phiên Ờ, tích lũy đi ngang ở đây thôi các anh chị và quanh 7 không gãy 6.5 thì cứ cầm nhưng gãy 6.5 thì khá là xấu ờ, đối với TTF nó đi lên được vùng 12 và cái vùng mục tiêu 14 thì nó đang nằm ở trên này chưa thể đi lên được ở hiện tại thì nó cũng đang có những nhịp gọi là buôn lên test trả lại cung thì trong tuần tới tạm thời quan sát ở vùng 10.7 đến vùng 11 sâu hơn thì phải tính toán ở vùng 10 đến khoảng vùng 10.3 đây này đó là những cái yếu tố tạo lập của TTF có thể chỉnh còn trong trường hợp nếu như TTF bị gãy 10 như vậy là cái tư duy của chúng ta bị sai và sai thì phải làm gì phải sửa sai quan điểm là như vậy thôi bởi vì không không ai có thể biết chắc được là nó thủng 10 thì nó có thể về 7 không ví dụ như vậy hoặc là nó có thể về lại ở vùng sâu sâu như thế này không đó. và khi chúng ta chấp nhận chúng ta ôm lại cổ phiếu thì không phải không những về bảy lỡ may nó về tận vùng ba bốn năm ở dưới này thì sao đó ví dụ như thế thì đấy là những cái uh, chúng ta không thể biết được và chúng ta chỉ bám sát những cái, cái 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 tín hiệu kỹ thuật để chúng ta hành động theo theo cổ phiếu thôi đó rồi ví dụ PVL chẳng hạn đây chúng ta sẽ nói đến PVL sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu thì đối với PVL chúng ta có tính toán một cái điểm sổ số ở đây quanh vùng 18 nhưng điểm sổ số này bị sai rồi các anh chị như thế này là sai rồi Mà như thế nào gọi là sổ số có nghĩa là sổ số thì các anh chị biết rồi chúng ta mua một được hai là mất đúng không ạ à, Được thì chúng ta được nếu như chúng ta mua nhiều thì được nhiều nhưng mà nếu đã gọi sổ số rồi thì chúng ta sẽ không thể mua nhiều được Bởi vì chúng ta không thể đặt cược cái dòng tiền của chúng ta vào một cái 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 thương vụ như vậy được đã gọi là sổ số đúng không sổ số thì một là ăn còn nếu mà tối mà không về thì coi như là, là là mất vậy thì như vậy ở vùng 18 đây như vậy tính tính toán ở vấn sổ số, số của của PPL nó bị thất bại rồi và ngắn hạn ngắn hạn thì xu hướng là 14 14 ở đây không biết là có giữ được hay không thủng 14 thì cổ phiếu này sẽ 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 bị đạp tiếp các anh chị nhìn lực đạp như thế này là đang tương đối là mạnh và một lý do nữa là vì sao mà lại chúng ta chơi sổ số, số? Các anh chị có thể nhìn ở đây PVL chúng ta phân tích từ vùng 4 Các anh chị có công nhận không Từ vùng 4 mà lên tận vùng 22 Đầu tiên là lên target 14 là Cười hớn hở xong lên được đến target 18 Xong đã xoay lên tầm target 20 đó, vậy thì khi mà cổ phiếu chỉnh ở bên này ấy, thì ta gọi là nhịp sổ số, số là như vậy Bởi vì nhịp bên này chúng ta đánh quá thành công rồi thì nhịp này cùng lắm Chúng ta vào bên này chúng ta đánh một 100 triệu thì nhịp này ta vào 10 triệu thôi, đấy nó mất thì trả đáng bao nhiêu cả, hoặc là nhịp này chúng ta đánh khoảng 10.000 cổ phiếu thì nhịp này chúng ta chỉ đánh khoảng 1 cổ phiếu thôi. Đấy là câu chuyện sổ số. Vì sao mình lại nhấn mạnh cái từ sổ số là như vậy? À, rồi. Hoặc là một cái mã cổ phiếu à, chúng ta phân tích thêm mấy cái mã này đi. À KSH để chúng ta nói những cái xấu trước, đó những cái tốt chúng ta nói. Thì KSF là ngày hôm nay nó giao dịch quay trở lại và nó đã bị ép sàn gần như là không có một cái lượng hàng nào ra đáng kể Thì uh, sau khi mà nó đang giao dịch bình thường á, nó đi vào một cái quỹ đạo uh, nó nó bị uh, chậm công bố thông tin Nói chung nó đang là vậy và nó đang gọi là những cái chiến binh một tuần thì có giao dịch một trận đánh Thì uh, nó khá là tiêu cực trong phiên ngày hôm nay Chính vậy nên tuần tới sẽ có vùng 5.3 đến vùng 5.5 chúng ta sẽ đánh giá thêm thậm chí ở vùng 5 trong trường hợp nếu như KSH mà bị thủng năm thì như vậy là chúng ta cần phải bán bởi vì như vậy là sai rồi, đúng không? Đó, nó không thể đi được tiếp nữa và như vậy đó là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta cần phải xử lý. Rồi hoặc như là cổ phiếu ờ à, phân tích thêm CDO đi, CDO. CDO thì hiện tại đây vùng hỗ trợ kỹ thuật 6.7 đến vùng 7 và các anh chị cầm thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng này. À, SQc HQC HQC thì cũng đang tương đối là ổn định đó HQC đang tương đối ổn Vùng 6 Sau đó biên test kỹ thuật của nó ở trên này cũng đang khá là tốt 6.5 Khoảng vùng 6.3 Đó thì HQC đang khá là ổn Kháng cự ngắn hạn ở đây đó là vùng 7 đó thì như vậy là chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận một mã cổ phiếu á, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái góc nhìn như vậy hỗ trợ một hỗ trợ hai kháng cự ở đây để chúng ta biết được rằng à khi gặp kháng cự thì nếu cổ phiếu chỉnh thì có thể chúng ta chốt bớt hoặc khi gặp hỗ trợ thì chúng ta quan sát để chúng ta xem là cái hỗ trợ đấy của chúng ta có ok không để chúng ta có thể cân tiếp không ví dụ như vậy AMD AMD thì cũng đang khá là ok đấy AMD đấy, AMD Ờ, nhịp này thì AMD đánh chạm lại bảy nhưng mà chạm lại bảy này thì khỏe thì nó sẽ test kiểu cung trên Còn nếu mà yếu thì nó sẽ test kiểu cung dưới ờ, Nhưng mà test kiểu cung dưới thì sẽ có thể ở quanh vùng khoảng đây này Đây là khoảng vùng mấy đây nhỉ? Vùng 6.5 ờ, 6.5 sẽ là vùng hỗ trợ ngắn của AMD ở trong thời điểm hiện tại Ok các anh chị, về danh mục cổ phiếu thì tạm thời cũng sẽ phân tích như vậy và bây giờ khoảng còn khoảng tầm 10 phút của bản tin thì cũng đã dành thời gian để chúng ta có những cái view về về thị trường ở trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ có một vài phân tích xu hướng thị trường trong tuần tới anh chị. Ok. Chúng ta có biểu đồ của VN30, VN phải VN, của VN30 phái sinh và index Thế thì uh, kết thúc cái bản tin tuần à, chúng ạ đúng không ạ? À, ở đây. Đây là phiên ngày à, bản tin tuần video số 184 thì chúng ta có đánh giá tổng quan một số các cái ý đó là chỉ số Dow Jones cùng với giá dầu đang rơi điểm mạnh đấy là những cái uh, yếu tố không thực sự tích cực tác động lên uh, bản tin video số 184 đúng không? Không uh, không 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 tích cực ở trong cái tuần giao dịch vừa qua tức là tuần giao dịch cũ đó. thì trong cái tuần giao dịch cũ đúng không ạ VKE rơi và chỉ số Dow Jones rơi khá là mạnh còn tuần vừa qua thì chỉ số Dow Jones đã bắt đầu có cái sự phục hồi tương đối là tốt à, cái ý thứ hai đó là cái động thái mà bán ròng à, động thái siết chặt mặc zin à, của các công ty chứng khoán cùng với à, cái động thái bán ròng à, của nước ngoài tức là trong trong tuần giao dịch cũ 183 thì nước ngoài đã bán ròng 3,3 nghìn tỷ, cùng với đó thì cái yếu tố bán ròng từ đầu thị trường đến thời điểm hiện tại theo thống kê và mùng đọc báo thì cũng thấy là khoảng trên 60 nghìn tỷ. Như vậy là một cái yếu tố cũng khá là tiêu cực, đúng không ạ? Đấy là những yếu tố khá là tiêu cực. Còn đánh giá về mặt kháng cự và mặt hỗ trợ của thị trường thì kháng cự tuần đó ở vùng 1570 đối với phái sinh và VN30 và index ở 1490. Còn uh, trong cái tuần này thì chúng ta tập trung và quan tâm nhiều hơn đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đối với index ở vùng 1430 và sâu hơn là 1420. Ờ uh, và đối với chỉ số VN30 và phái sinh sẽ kiểm tra mốc ở 1500 điểm và sau đó thì biên 1470 đến biên 1485 thì các anh chị có thể chúng ta sẽ quan sát những cái biên test kỹ thuật của chỉ số chung của thị trường đối với chỉ số vn30 thì cũng lẽ có uh, xác nhận là đầu tuần tới tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba sẽ là những cái phiên bản lề để có thể quay lại thử kiểm tra cái sức khỏe ở vùng 1.500 đây các anh chị có thể nhìn thấy đây đây là điểm chúng ta ra bản tin tuần video ngày mùng 3 tháng 12 thì cái điểm test ở 1.500 bị thất bại thì đương nhiên rồi nó sẽ rơi về đây và trong cái biên kỹ thuật mà chúng ta nói đến điểm sâu nhất ở 1470. Trên thực tế thì đã có lúc thủng 1470 nhưng ở đây nó chỉ là trên những cây M5 thôi, tức là những cái biến động khá là ngắn hạn và sau đó thì chỉ số này đã như nào các anh chị đã lấy lại được ở cái vị thế cân bằng ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ ba. Ok. Đó thì đối với phái sinh cũng như vậy các anh chị nhá. Điểm test kỹ thuật đầu tiên ở 1500 điểm nó bị gãy thì nó sẽ đi về. Đó, trong cái biên dự test của chúng ta ở 1470 nó là Uh, 1470 đó là biên thấp nhất thì có một mút test suy uh, soát ở đây nhưng cây m năm liền sau đó thì nó lấy lại và nó trả lại cái trạng thái cân bằng của nó ở vùng 1490 điểm rồi uh, đối với chỉ số VN index trong tuần dự báo các cái điểm kỹ thuật test cung của index trong tuần vừa qua đó là ở vùng 1000 1430 đây các anh chị ở 1430 và sâu hơn ở vùng 1420 nhưng trên thực tế thì index của chúng ta cũng có những phút giây lao đao ra khỏi vùng 14 đó, khỏi vùng 1420 điểm và trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì nó mới công lại được vùng 1420 và test lại cung kỹ thuật ở đây và một cái phân tích kỹ thuật cũng tương đối là quan trọng cũng tương đối là quan trọng trong tuần vừa qua khi mà thị trường của chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai và để chuẩn bị cho phiên giao dịch của ngày thứ ba, thì Hùng Lê có phân tích một cái ý đồ về mặt tạo lập, ý đồ về mặt tạo lập của chỉ số index đó là phiên ngày 19 tháng 8, 19 tháng 8 có một cái điểm phục hồi, uh, có một cái điểm phục hồi ngắn hạn. Đây, các anh chị. Đây mình sẽ cho các anh chị xem lại cái uh, cái cái ý đồ tạo lập về index ở trong tuần vừa qua. <laughs> thì trong tuần vừa qua đây các anh chị này à, Ngày 19 tháng 8 Đây sau sau một cái giai đoạn phục hồi lên đúng không ạ Index có những thời điểm index đi ngang Và nó bị rơi một cây Rơi của cây 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 19 tháng 8 đây À ngày 20 tháng 8 Đó 20 tháng 8 bắt đầu rơi Và đến ngày 21 tháng 8 Thì nó tiếp tục có một cây nến rơi Và tại cái thời điểm đó Chính là phiên nó Phiên giao dịch của ngày thứ hai của chúng ta thì tiểu cũng sẽ phân tích sâu hơn ở đây. Đây là vùng 1.300 điểm. 1.300 điểm và sau hai cái cây rơi đó thì index của chúng ta chạm vùng 1.300 điểm và à, tiếp theo những cái phiên giao dịch tiếp theo của index thì nó có cái vùng cộng trừ index ở đây là 15 điểm tức là sâu nhất ở đây là 1.285 điểm các anh chị và sau những cái điểm tích lũy này thành công thì index của chúng ta bắt đầu bắt đầu có một bắt đầu có một cái sự hồi phục đấy bắt đầu có một sự hồi phục ở đây thì quay ngược lại đúng không ạ đây phân tích khá là kỹ đó biên cộng trừ một nghìn ba trăm điểm cộng 15 điểm vậy thì đến cái phiên giao dịch kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì index của chúng ta như thế nào cũng à hai phiên rơi rất mạnh đây một phiên hai phiên và nó cũng khá giống đây sau một cái nhịp phục hồi lình xình đi ngang và index của chúng ta sau một hồi phục phục hồi nó lình xình đi ngang ở đây đó và bị hai cái rơi mạnh Vậy thì hai cái rơi mạnh này nó cũng chạm về một cái vùng ở đây đó là vùng 1.400 điểm các anh chị 1.400 điểm Như vậy nhiệm vụ của phiên giao dịch ngày thứ ba đó là biên cộng trừ 1.400 điểm cộng 15 điểm thì là 1.415 điểm Và cộng trừ đi 15 điểm thì lại là 1.385 điểm Đó chính là yếu tố tạo lập then chốt à, Yếu tố tạo lập then chốt để xác nhận là thị trường chung của chúng ta còn có cái mức độ hồi phục hay không Và À, đúng như những cái phân tích kỹ thuật của ông lê thì trong phiên giao dịch của ngày thứ ba Thì đường của chúng ta đây đó trong phiên giao dịch ngày thứ ba đây in đây thì đây ngày đây chúng ta phóng to ra một tí các anh chị nhé đó đây ngày mùng 7 đúng không ạ thì index của chúng ta lần lượt lấy lại được cái vùng 1420 điểm ở đây và sau đó thì như thế nào túc tác đi lên và sau đó nó đè được cái vùng 1450 điểm và đến kết tuần đến kết tuần thì uh, hùng đã bắt đầu phiên ngày hôm nay thì hùng bắt đầu phân tích một cái vùng uh, vùng kháng cự đó, cận kề vùng kháng cự cận kề ở đây các anh chị đó là vùng một nghìn mươi đến 1485 điểm và xa hơn là vùng 1490 điểm đây đó là những cái vùng mà kháng cự index cận kề rồi và chính vì khi gặp kháng cự ở đây thì index của chúng ta đã tích lũy nền trong buổi sáng ngày hôm nay đã tích lũy nền là 1470 1475 thất bại và chính vì thất bại nên nó sẽ test về vùng 160 à, Rồi và trên góc độ tuần tới thì với à, những cái ý đồ tạo lập hiện tại à, Về các nhóm ngành thì khả năng cao à, Sẽ quay về vùng 1460 index sẽ quay về vùng 1460 Nhưng khả năng cái vùng 1460 này nó sẽ không giữ được ở trên bản tin tuần đâu Phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì 1460 thì test là chắc chắn rồi nhưng mà à, Cái cái mức độ tin cậy hơn đó là chúng ta sẽ lấy ở lấy ở đây các anh chị này, lấy ở hỗ trợ kỹ thuật của index ở khoảng vùng 1477 đến 1453 và cái biên của nó là vùng 1450. Thì chúng ta sẽ soi lại ở trên biểu đồ index ngày. Đó, chúng ta sẽ soi lại trên biểu đồ index ngày đây thì nó cũng hoàn toàn hợp lý, đó là một cái nhịp có thể test lại cung. Đó, có thể test lại cung ở trên ở trên cái vùng 1450 điểm cộng ở đây và và trên góc độ kỹ thuật thì đối với index các anh chị lưu ý lại cái ý đồ mùng đã nhất nhấn mạnh ở đây đó là index có vùng 1400 cộng trừ 15 điểm để đảm bảo rằng cái trend kỹ thuật trong ngắn hạn của index nó không bị phá vỡ còn trong trường hợp nếu như nó rơi và index của chúng ta nếu đấy mà nó bị rơi ra khỏi cái vùng năm điểm đây thì đây là một cái yếu tố tạo lập rất là xấu của thị trường thì chúng ta phải lưu tâm cái điểm này đó là điểm then chốt đấy là điểm khóa của thị trường anh chị nhá cái điểm khóa này nó có tác dụng để giúp cho chúng ta còn có thể cầm nắm lại uh, các cái vị thế của cổ phiếu thì như vậy là chúng ta nhìn ở trên trang kỹ thuật m 5 và trên trang ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, nhìn thấy được những cái điểm trả cung kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới hoặc là phiên ngày thứ ba đấy và trên cơ sở uh, nó trả cung ở đây rồi thì cũng sẽ phân tích tiếp chứ còn bây giờ là chúng ta sẽ không thể mà ngồi mà chúng ta nói được ở những cái điểm kỹ thuật tiếp theo nhưng mà chỉ ngắm ở cái điểm này cái đã. Sau đó điểm này như thế nào thì mời các anh chị là có thể vào team cộng đồng, hay là các anh chị có thể về đồng hành của team của ông Lê để chúng ta có những cái phân tích nó trực tuyến hơn và trực tiếp hơn. Rồi còn đối với chỉ số chỉ số phái sinh và VN30 thì trên góc độ kỹ thuật là sang tuần tới thì chúng đánh giá ở vùng 1510 đến khoảng 1513. Đấy là những cái điểm test kỹ thuật uh, uh, kỹ thuật uh, gọi là ngắn còn sâu hơn thì chúng ta sẽ ngắm ở cái vùng 1.500 điểm ở đây thì nó hợp lý hơn cho phiên giao dịch khởi động tuần đó uh, và chỉ số vn30 nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy đó ở đây là năm đến ba và nó sẽ có vùng 1.500 điểm ở đây đó thì uh, chúng ta sẽ soi lại ở trên index này thì nó cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm kỹ thuật là như vậy đây .510 điểm <laughs> và sau đó thì có thể là 1.500 điểm ở đây nếu như nó trong 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 cái cái tuần giao dịch mới mà nó trả cung được như vậy và nó không gãy vùng 1.500 điểm và lực cầu tiếp tục tích lũy trở lại à, dòng tiền của vn30 tiếp tục đạt trên nó nó phải đạt lại khoảng tầm trên khoảng 256 triệu cổ phiếu đó thì Index cũng như vậy đến đây thì chúng ta phân tích rồi và đó 256 triệu cổ phiếu và nó không bị phá vỡ vùng 1.500 điểm và lực long quay trở lại thì đấy là một tín hiệu rất là tích cực của thị trường còn trong trường hợp mà vùng 1.500 mà bị gãy thì chắc chắn rồi nó lại phải đi về vùng 1465 1475 mà chúng ta đã phân tích ở trong tuần giao dịch cũ đó và đối với chỉ số phái sinh thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy khá là hợp lý sẽ test lại ở 1510 và sâu hơn ở 1.500 điểm đây sẽ là những cái mấu chốt vấn đề À, đáng lưu tâm Ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo Ok bản tin tuần đến đây là hết Hùng Lê xin được uh, kính chào Tạm biệt và hẹn gặp lại Tất cả anh chị em nhà đầu tư uh, Trong các cái bản điểm tin tuần Tiếp theo Và đối với uh, tất cả các cái mã cổ phiếu Mà chưa được cùng Lê phân tích Ở trên bản tin thì các anh chị có thể comment Ở bên dưới ở Dưới dòng thời gian của các cái bản tin tuần Ờ uh, không biết là vì sao hình như mạng đang bị lỗi sao à, bản tin tuần thì hùng lê sẽ dành thời gian để à, trả lời à, cho các anh chị ở trong những cái góc nhìn tốt nhất và tối ưu nhất dưới cái quan điểm của cá nhân hùng lê và hùng cũng trân trọng kính mời anh chị em à, nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc chúng ta à, đã, đang đánh đánh chứng khoán mà có những cái góc nhìn khá là tương đồng với những cái quan điểm phân tích về mặt kỹ thuật của hùng thì cũng mời anh chị về đồng hành cùng với team của hùng lê tại công ty chứng khoán vps kính chúc anh chị em có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân bên gia đình thời tiết khá là lạnh chúng ta phải ăn uống điều độ chúng ta tập thể sử dụng cho nó tốt để chúng ta có một cái sức khỏe bền bỉ và để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với hùng lê tiếp tục chiến đấu với quái vật của thị trường tiếp tục học tập tích lũy kinh nghiệm để chúng ta có một con đường đi dài hơn xa hơn và chúng ta phải tìm bằng mọi cách mọi giá để chúng ta có thể thành công được ở trên thị trường chứng khoán Uh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại